rồi à ở cái phương ở cái giá thành sản xuất thành phẩm mà các anh chị mình đang uh, áp dụng tại công ty của mình thì ở cái phương pháp này các anh chị mình sẽ chia làm ở cái trường hợp này thì các anh chị sẽ chia làm hai phương pháp nhỏ nữa là ừ. nếu Hello. như dạ như em đang thấy anh chị nào đang đang muốn nói chuyện với em hay sao hả? Hay sao ấy hả? À? Hôm qua em làm rớt một cái là từ chi qua tới giờ em không nghe được rồi. Còn cái sáng giờ em nghe được xong rồi em làm mới làm rớt một phần nữa bây giờ có thì... nghe. Dạ. À rồi à anh chị ơi uh, em trao đổi một chút xíu á là trong quá trình mà em uh, hướng dẫn em trao đổi với các anh chị thì em xin phép là uh, được mút tiếng tất cả các anh chị luôn và ví dụ như anh chị nào mình có nhu cầu mình trao đổi với em hoặc là mình uh, em sau khi em hướng dẫn một cái nội dung đó các anh chị mình có thắc mắc gì thì một là các anh chị có thể tự chủ động mở mic lại ở cái phần mút này anh chị bấm một lần ví dụ như khi mà em tắt mood, em tắt tiếng thì ví dụ như cái mút này của các anh chị nó sẽ hiện đỏ gạch ngang gạch chéo xuống ha còn nếu mà các anh chị mình muốn mở lại thì các anh chị bấm vô một lần nữa thì nó sẽ mở lại giống như em là nó hiện màu xanh lại là mình có thể trao đổi nói chuyện được với em thì các anh chị mình có thể mở tiếng lại mở mở mic lại để các anh chị trao đổi là cách thứ nhất để các anh chị mình tương tác với em cách thứ hai là các anh chị mình có thể mở cái phần khung chat này lên các anh chị mình sẽ chat giống như những anh chị mình đã chat phía trên nè là mình cứ cứ chat vào đây giúp em là em sẽ nhận được thông tin sau khi em nói xong cái nội dung của em rồi thì em sẽ nhìn cái thông tin của các anh chị để em phản hồi cho mình à, thì đó là hai cách để mình có thể tương tác được với em trong cái zoom này và tại vì trong quá trình mà em hướng dẫn á, thì em đeo tai nghe nên nhiều khi anh chị mình quên tắt mic hoặc là bên đó các anh chị mình đang làm công việc kế toán của mình á rồi mình đang trao đổi với tất cả các anh chị khác thì nhiều khi em cũng nghe được luôn À thì và Zoom là mọi người đều nghe hết nên là nó sẽ ảnh hưởng đến các anh chị khác nên là em xin phép là được tắt mic tất cả các anh chị luôn ha. Rồi anh chị nào cần tương tác thì tự chủ động mình mở mic lại và mình có thể chat vào khung trò chuyện giúp em. Dạ rồi, em xin phép là đi lại cái nội dung này ha. À, ngày hôm nay thì à, em phụ trách là hướng dẫn đào tạo cho các anh chị cái phần mềm về cái phần giá thành của phần mềm sme ở hai phương pháp là giá phương pháp giảng đơn và phương pháp hệ số tỷ lệ à, đối với công ty mà có sản xuất thành phẩm nhập kho thì em tên là uyên ha em sẽ phụ trách hướng dẫn đào tạo cho các anh chị buổi sáng này rồi các anh chị thì ở cái phương pháp uh, giảng đơn và hệ số tỷ lệ này nó khác nhau chỗ nào nếu như các anh chị dùng là mình tính giá thành ra cái thành phẩm cụ thể thì cái thành phẩm cụ thể này các anh chị sẽ xác định được là công ty mình ở cái phương pháp là giảng đơn, tức là giảng đơn là các anh chị mình xác định được cái thành phẩm của mình có cái yếu tố định mức nguyên vật liệu. Em lấy ví dụ như à, để sản xuất à, ví dụ như để các anh chị mình sản xuất ra một cái cây bút bi thì các anh chị mình sẽ cần à, cái chế tác là về cái vỏ bút bi, cái ruột bút bi, rồi à, mực thì những yếu tố nguyên vật liệu đó nó sẽ cấu thành nên một cái bút bi và các anh chị mình sẽ có định lượng cụ thể cho những cái nguyên vật liệu đó luôn hoặc là ví dụ như các anh chị mình à, à, sản xuất một cái áo sơ mi các anh chị mình sẽ biết được là à, công ty mình để sẽ khi mà các anh chị sản xuất được một cái áo sơ mi thì các anh chị sẽ cần là thứ nhất yếu tố thứ nhất là về cái vải là các anh chị các anh chị sẽ biết được à để sản xuất một cái áo sơ mi trắng tại công ty của tôi thì tôi cần à một mét vải rồi À, để sản xuất một cái áo sơ mi trắng thì ngoài một mét vải đó ra, các anh chị mình sẽ cần là à, 5 cái nút áo và các anh chị sẽ cần ví dụ như nửa cuộn chỉ là 0,5 cuộn chỉ thì những yếu tố định lượng đó nếu như các anh chị xác định được và lúc luôn luôn lúc nào khi các anh chị sản xuất ra một cái áo sơ mi trắng thì các anh chị đều cần những nguyên liệu đó thì các anh chị mình sẽ áp dụng giúp em ở phương pháp giản đơn là ở phương pháp giản đơn này là các anh chị mình sẽ xác định được là có yếu tố định mức nguyên vật liệu ha là để cấu thành nên một thành phẩm của công ty mình là mình cần nguyên liệu A là bao nhiêu, bao nhiêu ký hay là bao nhiêu ml hay là bao nhiêu lít gì đó. Còn cái đơn vị tính thì tùy thuộc vào mỗi thành phẩm tại công ty của các anh chị ha hoặc là mỗi nguyên liệu tại công ty thì em em nôm na em giải thích ví dụ cho các anh chị dễ, dễ nắm là ví dụ như à để sản xuất một thành phẩm A là cần những nguyên liệu số số 1, số 2, số 3, số 4 và những nguyên liệu đó nó sẽ có định lượng cụ thể luôn. Thì nếu như công ty mình xác định được điều này Thì các anh chị sẽ áp dụng dùm em phương pháp giản đơn Là có yếu tố định mức nguyên liệu Còn nếu như công ty của các anh chị là không xác định được cái định mức này Mỗi lần các anh chị sản xuất thành phẩm Nó sẽ có yếu tố nguyên vật liệu khác nhau Ví dụ như đợt này các anh chị sản xuất thành phẩm mi. cần ví dụ như đợt này là cần 0,8 m rồi đợt sau thì nhiều khi cần 1,2 m rồi đợt sau ví dụ cần lại cần 1 m nó không có một cái định lượng uh, cụ thể thì lúc này các anh chị sẽ dùng ở phương pháp hệ số tỷ lệ là đợt này các anh chị mình để sản xuất một cái áo sơ mi các anh chị cần những yếu tố nguyên liệu nào và nó sẽ th tùy biến theo từng lần sản xuất nó không có định mức ha thì lúc này các anh chị mình sẽ áp dụng ở giúp em ở phương pháp hệ số tỷ lệ rồi thì khi các anh chị được xác định được là khi nào mình dùng giản đơn khi nào mình dùng hệ số tỷ lệ rồi thì mình sẽ đi qua cái không thứ hai đó là mình sẽ đi vào là các bước để mình ra được kết quả ở hai phương pháp này. Làm sao các anh chị làm những bước nào để các anh chị ra được ở phương pháp giảng đơn, kết quả ở phương pháp giảng đơn và làm những bước nào để các anh chị ra được kết quả ở phương pháp hệ số tỷ lệ thì các anh chị mình sẽ cùng đi với em uh, cái uh, cái phần đi vào các bước tính giá thành ha. Đây, thì mình sẽ có các bước tính giá thành này. Cái này sao em thấy nó tắt được ta? đây nó sẽ có các bước tính giá thành này các anh chị thì ở đây đầu tiên các anh chị mình muốn sản xuất ra thành phẩm thì bản chất cái dữ liệu kế toán trên phần mềm của các anh chị các anh chị phải đi tạo mã thành phẩm thì đầu tiên ở đây là em sẽ ghi cho các anh chị là à bước đầu tiên là các anh chị sẽ đi khai báo danh mục thành phẩm và danh mục thành phẩm này là nếu như dùng giản đơn hay dùng hệ số tỷ lệ các anh chị đều phải đi qua cái bước một này hết là mình đều phải đi tạo mã thành phẩm hết dùng giảng đơn hay dùng hệ số tỷ lệ thì bản chất đầu tiên là bước 1 mình phải đi tạo mã thành phẩm ha. Thì tạo mã thành phẩm trên phần mềm. Các anh chị mình sẽ mở phần mềm ra. Ở đây các anh chị sẽ vào phần danh mục. Các anh chị sẽ vào giúp em ở phần vật tư hàng hóa. Và chỗ này các anh chị sẽ chọn giùm em vật tư hàng hóa. À, bước 1 nha. Bước 1 để mình tính giá thành ở cả hai phương pháp giảng đơn hoặc là phương pháp hệ số tỷ lệ đi chăng nữa. Thì ở bước 1 này các anh chị đều phải tạo mã thành phẩm và mã thành phẩm này là các anh chị sẽ vào danh mục, các anh chị sẽ chọn vật tư hàng hóa và các anh chị sẽ chọn một nhỏ trong đó bên trong nữa đó là một vật tư hàng hóa này. À, mình sẽ vào chọn danh mục nè, mình chọn vật tư hàng hóa, ở đây mình sẽ chọn vật tư hàng hóa. Rồi. Thì khi các anh chị vào phần vật tư hàng hóa này, các anh chị sẽ đi tạo một cái mã thành phẩm thì nếu như nếu như anh chị nào mình dùng tính cái hành ở phương pháp giảng đơn mình có xác định được cái thành phẩm này có yếu tố định mức nguyên liệu thì ví dụ như ở đây em tạo ra một cái mã áo sơ mi trắng là liên quan đến phương pháp giảng đơn nè. Và khi em tạo ra một cái mã áo sơ mi trắng này thì khi các anh chị nhấp nút thêm ở đây. Các anh chị mình sẽ tạo tính chất của nó là tính chất thành phẩm. Và ở đây nó để có điểm khác biệt gì thì các anh chị sẽ để ý nè. Nếu như các anh chị chọn cái tính chất là vật tư hàng hóa thì dưới đây các anh chị sẽ thấy nó có ngầm định nó có táp ngầm định có táp chiết khấu, có táp đơn vị chuyển đổi, có táp mã quy cách, có táp đặc tính hình ảnh. Còn nếu như ở đây là mình sẽ thấy là 1 2 3 4 5, mình có 5 táp đúng không ạ? À? Còn nếu như các anh chị chọn tính chất thành phẩm nè, nó sẽ xuất hiện thêm một táp nữa là tới 6 táp lần. Thì nó sẽ xuất hiện theo một táp định mức nguyên vật liệu. Và cái cái táp số 4 định mức nguyên vật liệu này xuất hiện khi các anh chị chọn tính chất là thành phẩm để các anh chị mình áp khi các anh chị mình tạo cái mã thành phẩm áp cho phương pháp giản đơn là có yếu tố định mức nguyên liệu thì khi các anh chị tạo danh mục thành phẩm thì các anh chị sẽ điền luôn cái định mức nguyên vật liệu của thành phẩm đó ở cái phần danh mục này luôn. Rồi. Thì ở đây ở đây em có tạo một cái ví dụ là áo sơ mi trắng nè. Và áo sơ mi trắng này em có tạo định mức nguyên vật liệu ha thì chỗ này em có thể mở lên cho các anh chị xem. Đây, mã áo sơ mi trắng, tên áo sơ mi trắng, tính chất là thành phẩm nhóm vật tư hàng hóa là mình đưa vào thành phẩm thì chỗ này mình sẽ bấm cái vô cái giống ba uh, chấm nè mình tích chọn vô nó là nhóm thành phẩm rồi phía dưới cái đơn vị tính chính cái mã hàng của các anh chị là gì các anh chị điền vào phía dưới này cái kho ngầm định là sau khi các anh chị sản xuất xong thì cái mã thành phẩm này nó sẽ được đưa vào cái kho nào thì các anh chị sẽ chọn vào cái kho mà các anh chị đã tạo trước trong cái dữ liệu kế toán này các anh chị chọn vào kho đó mình ngầm định là à, sau khi sản xuất xong nó sẽ được nhập kho vào cái kho này nè để mình chuẩn bị từ kho đó mình xuất mình bán à, Thì lúc này các anh chị sẽ chọn ở kho ngầm định ở đây giùm em. Và nếu như mã thành phẩm thì ở đây tài khoản của mình sẽ là 1551, tài khoản doanh thu ha. Tài khoản doanh thu của mình sẽ là doanh thu bán thành phẩm là 5112. Rồi những cái tài khoản như chiết khấu giảm giá trả lại thì phần mềm nó sẽ tự nhảy. Rồi tài khoản chi phí là khi mình bán, mình xuất bán cái thành phẩm này mình sẽ đưa vào giá vốn thì tài khoản của nó là 632 và nếu như cái thành phẩm này của cô các anh chị cái thừa thường, thường mình bán ra mình có thuế sức hay không nếu như mình có thuế sức 10 8 hay gì đó thì các anh chị sẽ điền vào cái thuế sức giá trị gia tăng này dùm em nha rồi ở đây các anh chị để ý nè nếu như các anh chị dùng phương pháp giản đơn thì cái mã thành phẩm này các anh chị tạo ra các anh chị sẽ tạo thêm cho em một cái yếu tố nữa đó là yếu tố một số 4 định mức nguyên liệu thì ví dụ như cái áo sơ mi trắng này em để em sản xuất ra một cái áo sơ mi trắng em cần là một cuộn chỉ em cần năm cái nút áo và em cần một ký vải trắng em ví dụ vậy thì em sẽ điền em sẽ điền số liệu của những nguyên vật liệu nó vào bên trong này nhưng bản chất khi mình muốn điền cái định mức nguyên vật liệu này thì bản chất là những cái mã nguyên liệu này các anh chị phải tạo trước đó rồi nha còn tạo sao ra được những cái mã nguyên liệu này thì các anh chị mình sẽ tham gia cái lớp học cơ bản phần mềm sdme giúp em rồi rồi chỗ này em cất lại nha thì đó là cái cách để các anh chị tạo ra danh mục thành phẩm mà đối với phương pháp giảng đơn có yếu tố định mức nguyên liệu còn nếu như các anh chị tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ là mình không có định mức nguyên liệu gì hết đợt đó mình sản xuất uh, thành phẩm này thì mình cần bấy nhiêu nguyên liệu thì mình xuất ra mình sản xuất thôi chứ mình không có định mức cụ thể thì lúc này ví dụ như chỗ này đây em có tạo ra những cái mã những cái mã túi túi màu vàng đục sa 36 túi màu vàng đục sa 39 túi màu xanh lá 36 và túi màu xanh lá 39 và những cái túi này chút nữa em sẽ lấy cái mã này để em đi tính giá thành ở phương pháp hệ số tỷ lệ. Còn cái mã áo sơ mi trắng này sẽ em sẽ tính giá thành ở phương pháp giản đơn à. Rồi, ở phương pháp hệ số tỷ lệ thì nó không có yếu tố định mức nguyên liệu nên là mặc dù các anh chị khi các anh chị mình nhấp nút thêm các anh chị mình chọn tính chất các anh chị vẫn chọn tính chất là thành phẩm nhưng khi các anh chị mình vào cái mã này thì khi các anh chị tạo cái mã đối với phương pháp hệ số tỷ lệ thì cái định mức nguyên liệu đây các anh chị sẽ để trống nha mình chỉ cần điền dùm em là mã rồi tên rồi tính chất là buộc là phải chọn thành phẩm nha nếu mà mình chọn là tính chất là vật tư hàng hóa à, là vật tư hàng hóa hay là dịch vụ hay là chỉ là diễn giải thì phần mềm nó sẽ không hiểu cái mã này nó được lấy vào phân hệ giá thành để tính để để đi tính giá thành cho mình nên cái điểm quan trọng ở đây ở cái bước đầu tiên mà khi các anh chị tạo cái danh mục thành phẩm á là buộc các anh chị phải chọn tính chất của nó là thành phẩm em nhắc đi nhắc lại ha cái gì quan trọng thì em sẽ nhắc nhiều lần rồi chỗ này các anh chị sẽ điền kho thành phẩm giống như hồi nãy nè thì những cái yếu tố như mã tính chất tên nhóm đơn vị tính chính kho ngầm định tài khoản kho tài khoản chi phí tài khoản doanh thu rồi thuế xuất những cái này thì nó sẽ tương tự giống như các anh chị mình tạo một cái mã thành phẩm ở phương pháp giản đơn nó chỉ khác yếu tố là nó không có thêm cái trường định mức nguyên liệu thôi còn nếu như mà mình tạo mã hành phẩm dành cho phương pháp giản đơn thì mình điền thêm cái trường định mức nguyên liệu này giùm em rồi thì đó là bước đầu tiên ha mình đi tạo mã thành phẩm bây giờ em đi qua bước tiếp theo sau khi các anh chị tạo được cái mã thành phẩm rồi thì bắt đầu để các anh chị mình hạch toán những chi phí phát sinh trong kỳ các anh chị áp vào cái mã này thì trên phần mềm nó sẽ qua một cái trường trung gian thì ở cái bước 2 này em sẽ giải thích cái ý nghĩa tại sao các anh chị sẽ đi khai báo cái danh mục đối tượng tập chi phí có nhiều anh chị thắc mắc là à đã tạo mã thành phẩm rồi thì tại sao cái mã thành phẩm này lại không được gắn vào ở cái bước 3 là ví dụ như các anh chị hạch toán chi phí phát sinh 621 các anh chị hạch toán chi phí phát sinh ở tài khoản 622 các anh chị hạch toán phát sinh ở chi phí tài khoản 67 đi ví dụ như hạch toán một chứng từ là bỏ tiền ra chi tiền mua nguyệt liệu về để sản xuất thì các anh chị sẽ hạch toán là nợ số 2 có một một đúng không ạ à? và cái nợ số 2 này muốn đưa vào cái thành phẩm nào thì các anh chị sẽ chọn tương ứng vào cái mã thành phẩm đó thì bản chất các anh chị sẽ nắm nó, nó sẽ là như vậy nhưng trên phần mềm mình cần phải đưa qua một cái trường trung gian đó là cái trường đối tượng tập hợp chi phí mình sẽ đưa vào cái trường đối tượng tập hợp chi phí này để phần mềm nó hiểu là à cái cái chi phí mà các anh chị sắp tới các anh chị hạch toán ở bước 3 đó hạch toán ở tài khoản số 21, số 267 nó sẽ được gán vào cái mã thành phẩm nào thì cái bước 2 này các anh chị mình tạo cái mã đối tượng tập chi phí chính là cái trường trung gian để mình gán vào chứng từ phát sinh mình nhập liệu ở bước thứ ba à, thì đó là cái ý nghĩa của bước 2 là mình tạo ra một cái mã đối tượng tập chi phí để chi để nó hiểu là à khi mình hạch toán ở chứng từ chi phí sinh chi tiết ở bước 3 mình gán vào cái mã thành phẩm nào để phần mềm nó hiểu cái chi phí số 21 này dành cho thành phẩm nào, chi phí số 22 này dành cho thành phẩm nào và chi phí số 27 này dành cho thành phẩm nào à, thì ở bước 2 này nó là một cái trường trung gian à, và mục đích cái trường này để các anh chị mình phần mềm nó hiểu à cái chi phí này thuộc cái mã thành phẩm nào à, nó là trường trung gian thì ở đây các anh chị ở bước 2 này là các anh chị sẽ đi tạo danh mục đối tượng tập hợp chi phí. Bước đầu tiên là mình tạo mã thành phẩm rồi nè. Rồi bước hai là mình tạo cái trường trung gian để mình gán cái cái đối tượng tập chi phí này bao gồm bên trong nó là những cái thành phẩm nào bên trong. Mà. Rồi bây giờ mình sẽ qua bước 2 là mình đi tạo danh mục đối tượng tập hợp chi phí. Thì cái danh mục đối tượng tập chi phí này các anh chị sẽ vào danh mục dùm em. Các anh chị sẽ chọn ở cái mục đối tượng tập hợp chi phí. À, mình sẽ vào danh mục mình sẽ chọn đối tượng tập hợp chi phí giúp em nha mình sẽ vào danh mục mình sẽ chọn giùm em đối tượng tập hợp chi phí Rồi, ở cái mã đối tượng tập chi phí này thì ví dụ như nếu như các anh chị mình à, dùng phương pháp giản đơn, các anh chị tạo cái mã đối tượng tập chi phí ở phương pháp giản đơn thì khi các anh chị nhấp nút thêm ở đây, các anh chị sẽ để ý ở đây nó có cái loại nè, loại phân xưởng và loại sản. loại phân xưởng và loại sản phẩm. Thì nếu như nếu như công ty mình dùng phương pháp tính giá hành ở phương pháp giản đơn thì mình sẽ chọn giúp em loại sản phẩm. ha thì mình để ý là khi mình chọn loại sản phẩm thì cái mã thành phẩm của nó chính là cái mã đối tượng tập chi phí luôn ví dụ như chỗ này em chọn cái áo sơ mi trắng nè các anh chị sẽ thấy là áo sơ mi trắng nó sẽ đưa xuống đây là áo sơ mi trắng luôn thì cái mã thành phẩm này chính là cái mã đối tượng tập chi phí áp dụng với doanh nghiệp tính nhanh theo pháp giản đơn thì các anh chị sẽ thấy nè à, phần mềm nó ghi rõ nè loại sản phẩm áp dụng với doanh nghiệp tính nhanh theo phương pháp giản đơn tức nghĩa là có yếu tố định mức nguyên liệu đó thì cái mã thành phẩm này chính là cái mã đối tượng tập chi phí luôn, nó sẽ trùng nhau. À, thì các anh chị sẽ để ý đây, em có tạo ra một cái mã áo sơ mi trắng nè. thì mã áo sơ mi trắng này khi mà em sổ mũi tên, em chọn áo sơ mi trắng, thì cái mã thành phẩm là áo sơ mi trắng nè, nó sẽ lấy liên kết xuống dưới là cái mã thành phẩm chính là cái mã đối tượng tập chi phí luôn. nếu như dùng pháp giảng đơn. À, nên chỗ này, ở đây em có tạo một cái mã đây. thì đây áo sơ mi trắng, áo sơ mi trắng, áo sơ mi trắng hai cái này nó sẽ trùng nhau nếu như mình dùng cái loại sản phẩm là áp dụng doanh nghiệp với với doanh nghiệp tính hành theo pháp giản đơn còn cái yếu tố thứ hai là nếu như mình tính mình tạo cái mã đối tượng tập chi phí ở phương pháp hệ số tỷ lệ thì khi các anh chị mình uh, chọn cái loại uh, thứ hai là loại phân xưởng nè loại phân xưởng thì loại phân xưởng áp dụng với doanh nghiệp tính hành theo pháp hệ số tỷ lệ thì đây là mình sẽ đặt một cái mã riêng và trong cái mã đối tượng tập chi phí này sẽ nó sẽ chứa bao nhiêu thành phẩm bên trong. Ví dụ như hồi nãy em tạo ra bốn cái uh, mã thành phẩm là bốn cái túi, hai túi màu vàng đục size 36 39 và hai túi màu xanh lá size bao 39 thì em sẽ tạo ra hai đối tượng tập chi phí. Mỗi đối tượng tập hợp chi phí sẽ chứa hai cái túi bên trong. Ví dụ như ở đây em sẽ tạo ra cái sản xuất túi vàng đục, màu vàng đục sản xuất TVD thì khi em tạo ra cái mã sản xuất uh, túi bằng đục TVD ở đây thì ở đây em sẽ chứa bên trong của nó là TV36 và TV39. Tương tự như vậy. Khi em tạo ra cái đối mã đối tượng tập chi phí ở loại phân xưởng thì ở đây hai cái thành phẩm bên trong em tạo ra là TX36 và TX39. Tuy nhiên cái mã đối tượng tập chi phí này nó không phải là mã thành phẩm tại vì cái này nó chứa hai bên trong mà nên nó sẽ không lấy hai trường dữ liệu này lên được. Nên là mình sẽ đặt ra một cái mã đối tượng tập chi phí khác và mã đối tượng tập chi phí này bên trong nó sẽ chứa hai thành phẩm nhỏ bên trong. Thì đó là cái cách để các anh chị tạo ra cái mã đối tượng tập chi phí áp dụng với doanh nghiệp tính giá hành theo phương pháp hệ số tỷ lệ. Rồi bây giờ những cái này là mã cũ ha cái hai cái mà mã này mã cũ nên là em sẽ tạo một cái mã là mã mới để chút nữa em hợp toán những chứng từ chi tiết cho các anh chị xem rồi ví dụ như chỗ này em đặt là túi vàng đục ha à, vàng đục em đặt vàng đục em sẽ copy theo cái này cho nó lẹ hoặc là chỗ này em có thể nhân bản ra rồi em sửa ha em sửa tên bên trong ví dụ như cái này là em đặt là vàng đục rồi em nhân bản rồi thì em sẽ được chút nữa em sẽ lấy hai cái mã đối tượng tập hợp chi phí này để em đi tính giá hành nè để em show cho các anh chị là làm chi tiết cho các anh chị xem ha là vàng đục và xanh lá tại những cái mã này mã cũ rồi nên em sẽ không lấy lại những cái mã cũ đó vàng đục và xanh lá này ha rồi thì đó là cách để các anh chị tạo ra cái mã đối tượng tập hợp chi phí áp dụng cho phương pháp giản đơn và cả phương pháp hệ số tỷ lệ rồi bước 3 Bước 3 là các anh chị sẽ đi hạch toán chi phí phát sinh trong kỳ. Thì bắt đầu mình sẽ đi vào hạch toán đầu tiên là tài khoản về tài khoản số 21. Số 21 thì thường nó sẽ xảy ra hai trường hợp các anh chị. Nếu như mà cái nguyên vật liệu này các anh chị đã nhập tồn kho rồi. Thì các anh chị mình nhập tồn kho, nhập mua hàng về rồi, mua hàng nhập kho rồi. Thì các anh chị hoặc là nhập số dư đầu kỳ cho những nguyên liệu này rồi. Thì đến lúc các anh chị cần sản xuất là các anh chị chỉ cần vào phân hệ kho. Các anh chị lập cái phí xuất kho sản xuất thôi. Đó là trường hợp đầu tiên ha Trường hợp đầu tiên em vừa nói Anh chị nào mình đang mở mic mình Chủ động mình tắt mic giúp em nha Sao em cứ tắt quà mà em cứ nghe tiếng lùng bùng á Rồi Ở đây các anh chị Thì ở cái tài khoản số 621 Thì đầu tiên giống như em nói là mình Khi mình hạch toán chi phí số 621 Nó sẽ có hai trường hợp xảy ra Trường hợp thứ nhất Trường hợp thứ nhất là bản chất là những nguyên liệu này mình đã có tồn kho. Tồn kho có thể các anh chị đã nhập ở số dư đầu kỳ, có thể các anh chị đã nhập mua hàng rồi, đã có tồn rồi. Thì các anh chị chỉ cần vào phân hệ kho, các anh chị sẽ lập một cái phiếu xuất kho. Rồi chỗ này các anh chị sẽ chọn giùm em là xuất kho sản xuất nè. Mình sẽ chọn là xuất kho sản xuất ha. Và chỗ này mình sẽ định khoản là tài khoản nợ là 621, rồi có là 152 hoặc là 156 tùy theo cái mặt hàng của các anh chị là là nguyên liệu đó các anh chị hạch, hạch toán là 152 hoặc 16 là tùy mình ha. Rồi, đó là trường hợp đầu tiên là có tồn sẵn, chỉ cần vào kho lập phiếu xuất kho sản xuất thôi. Trường hợp thứ hai là các anh chị không có nhập tồn luôn, mình không quản lý như tồn kho của nguyên liệu này luôn. Đến thời điểm mà các anh chị sản xuất á, các anh chị chỉ cần các anh chị mua về bấy nhiêu các anh chị sản xuất đủ cho cái thời điểm mà các anh chị sản xuất ra thành phẩm đó thôi, mua nguyên liệu về đủ sản xuất ra thôi, chứ không có nhập tồn kho, không quản lý nhập kho tồn kho. Thì lúc này các anh chị sẽ vào phân hệ mua hàng. Các anh chị sẽ lập một cái chứng từ mua hàng. Và ở đây các anh chị sẽ chọn giùm em cái trường hợp số 2. Đó là mua hàng trong nước không qua kho. Và chỗ này các anh chị hạch toán chi tài khoản chi phí là 621 ở đây. Đó là trường hợp thứ hai Là tại thời điểm đó mình cần sản xuất bấy nhiêu nguyên liệu thì mình mua bao nhiêu về. Mình đi mình xuất ra mình sản xuất luôn. Chứ mình không có yếu tố quản lý nhập kho thì lúc này các anh chị sẽ vào chứng từ mua hàng và chọn mua hàng trong nước không qua kho. À, rồi bây giờ thì đó là hai trường hợp em vừa diễn giải cho các anh chị. Ở cái ở cái hạch toán uh, chi phí 621 lần chi phí nguyên liệu trực tiếp thì bây giờ em sẽ làm theo cái ví dụ bài tập để cho các anh chị mình nắm ở hai cái trường hợp này ha thì làm theo ví dụ bài tập thì em sẽ là có một cái bài tập nhỏ ở đây ở đây 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 hai cái hai cái câu này thì nó sẽ ứng với lại cái hai cái trường hợp mà em vừa nói về cái tài khoản số hai một đó đầu tiên là em xuất kho nguyên liệu để sản xuất túi và môi xanh lá thì xuất kho nguyên liệu để sản xuất này là bản chất ba nguyên liệu này màng vải không dịch xanh lá dung môi ghép ơ a chỉ màu trắng mình đã nhập tồn kho rồi có thể là mình đã nhập mua hàng, nhập kho, hạch toán nợ 152 hoặc nợ 156 rồi. Rồi có thể các anh chị đã nhập cái ba nguyên liệu này ở cái số dư đầu kỳ của mình rồi là bản chất ba nguyên liệu này đã có tồn rồi thì các anh chị chỉ cần đi xuất thôi. Nà, nên là hạch toán 621 ở trường hợp mà đã có tồn rồi ha thì bây giờ các anh chị sẽ vào phân hệ kho nè. Các anh chị sẽ lập phiếu xuất kho. Rồi các anh chị sẽ chọn cho em một số 2 xuất kho sản xuất thì nó sẽ ứng với lại cái câu này là xuất kho nguyên liệu để sản xuất túi vải màu xanh lá đó màn vải không dệt xanh lá nè dung mồi ghép vào a và chỉ màu trắng à. để em xem hình như em có hạch toán cái này rồi em dùng nhân bản á để em phải đỡ phải ghi lại á các anh chị chỉ màu trắng ha, dung môi ghép ở A. Rồi em em lập mới đi. Rồi chỗ này em lập phiếu xuất kho ha. Xuất kho nguyên liệu để sản xuất túi vải màu xanh lá. Người nhận ví dụ như Hoàng Thiên Bảo ha. Xuất kho nguyên vật liệu. Sản xuất. Túi. Vải. Màu. Xanh lá. Đây ha. CT01. DEA CT01 màng vải không dệt xanh lá là màu, màu màu, ít rồi thì đây mình sẽ hạ mình xuất kho nguyên liệu sản xuất thì chỗ này mình sẽ tán là số một có một năm hai các chị à, xuất từ kho nguyên liệu nè rồi em sẽ gõ cái số liệu em cần xuất 3 2, 120, 131. 3 2. 120. 131. Ở đây cái đơn giá thành tiền các anh chị không gõ ha. Chút mình tính giá xuất kho chỗ này nó sẽ tự hiện cho mình đơn giá thành tiền. Rồi ở đây các anh chị sẽ để ý nè. Đây. Ở đây các anh chị, khi mình à... Ở đây khi các anh chị mình đã hạch toán là đưa vào tài khoản nợ số 21 có 152 rồi là xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất túi vải màu xanh lá rồi. Và ở đây, ở đây cái câu này của em là em xuất nguyên liệu này để sản xuất túi vải màu xanh lá thì em sẽ đưa vào cái mã đối tượng tập hợp chi phí là đưa vào túi xanh lá. Mà túi xanh lá hồi nãy là em tạo cái mã đối tượng tập chi phí là xanh lá à, và bên trong xanh lá nó sẽ chứa hai túi, một cái là TX36 và một cái là TX39, là túi màu xanh lá 336 và túi màu xanh lá 39 nè. thì chỗ này các anh chị sẽ qua cái tab thống kê, rồi ở đây các anh chị sẽ sổ mũi tên ở cái cột đối tượng tập chi phí nè, các anh chị sẽ đưa vào xanh lá giúp em. do cái này mình đang xuất nguyên liệu để sản xuất túi vải màu xanh lá, rồi em sao chép dữ liệu các dòng dưới ha. này em đưa vào xanh lá. Và ở đây các anh chị lưu ý giùm em nếu như các anh chị hạch toán ở thông tư 200 thì chỗ này các anh chị đang hạch toán là nợ tài khoản 21 có 152 và các anh chị qua tab thống kê các anh chị đưa vào cái đối tượng tập chi phí là xanh lá tức nghĩa là cái chi phí 621 này mình sẽ được gán vào cái mã thành phẩm nào. Cái ý nghĩa chỗ này là vậy á các anh chị. Và cái mã thành phẩm trong cái đối tượng tập chi phí này nó sẽ chứa hai mã thành phẩm là TX3 uh, TX36 và TX39 nó à, sẽ chứa hai mã thành phẩm bên trong là tx ba sáu và tx ba chín và vì vậy khi các anh chị hạch toán tài khoản 61 là các anh chị phải buộc phải chọn ở cái cột đối tượng tập chi phí cả phương pháp giản đơn và cả phương pháp hệ số tỷ lệ luôn nếu như các anh chị hạch toán ở phương pháp giản đơn các anh chị cũng phải chọn ở cái cột đối tượng tập chi phí này luôn và hệ số tỷ lệ cũng phải chọn luôn ha và đối với thông tư 200 thì các anh chị chỉ cần chọn ở cột đối tượng tập chi phí khi qua tóc thống kê mà thôi tuy nhiên nếu như anh chị nào mình dùng ở thông tư 133 thì 133 là bản chất là 133 ở anh chị mình dùng thông tư ba thì cái nợ này là các anh chị không có đưa vào tài khoản 61 mà các anh chị sẽ đưa thẳng vào tài khoản 154. Thì khi các anh chị đưa vào thẳng vào tài khoản 154 phần mềm nó sẽ không biết là nó sẽ cái cái giá trị này nè, cái tiền này nè, nó sẽ nằm ở cái khoản một chi phí nào. Nó nằm ở khoảng một chi phí nguyên liệu trực tiếp hay là nó nằm ở chi phí nhân công hay là nó nằm ở chi phí sản xuất chung là không biết. Vì vậy anh chị nào mình dùng thông tư 133 thì mình sẽ ngoài cái chọn ở cột đối tượng tập chi phí thì các anh chị sẽ chọn thêm dùm em ở cột khoảng một chi phí nữa. Mình sẽ chọn thêm dùm em ở đây là nó thuộc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Do cái dữ liệu kế toán này em tạo ra với thông tư 200 nên khi em sổ cái cột khoảng một chi phí xuống nó không có gì hết tại nó đã hạch toán vào định khoản tài khoản nợ số là biết ở chi phí nguyên liệu trực tiếp rồi nên cột khoảng một chi phí này nó sẽ bị trống đối với ở thông tư 200 còn khi anh chị dùng thông tư 133 chắc chắn là cái cột khoảng một chi phí này khi các anh chị sổ mũi tên xuống nó sẽ ra một cái list danh sách luôn những cái khoản một chi phí mà các anh chị mình cần phải điền phải, điền, phải chọn vào là chi phí nguyên liệu trực tiếp chi phí nhân công rồi chi phí sản xuất chung trong chi phí sản xuất chung nó sẽ có những chi phí nhỏ nhỏ bên trong nữa À, nên là các anh chị lưu ý anh chị nào dùng thông tư 133 thì chọn thêm cục khoảng một chi phí nữa giùm em ha. Nếu mình hạch toán ở tài khoản 154, ngay từ ban đầu ở ở đây là 154. Rồi bây giờ em sẽ cất lại cái phiếu này. Đó là trường hợp đầu tiên ở chi phí số 21. Nếu như mà mình à... Ủa cái này nó còn à... 3001 thôi. Ha. ha, để mình sửa cái phiếu này lại các anh chị ha. Nó còn có 3001 thôi. 100. Rồi, ở đây các anh chị khi em cất lại các anh chị sẽ để ý nè. Cái tài khoản 621 này nó đang nhắc là 621 chi tiết theo công trình vụ việc, chứng từ hạch toán thiếu công trình vụ việc thì có thể cái bạn giảng viên trước đó dùng cái máy này thì bạn đó đã nhắc nhở là bạn đã ghi chú là à cái 621 cái tính giá hành ở phương pháp công trình đơn hàng hợp đồng buộc phải chọn ở cột công trình nên vì vậy 621 này đang ngầm định là phải chọn và đang chọn nhắc đang nhắc nhở các anh chị phải chọn ở cục đó. Và để các anh chị mình tùy chỉnh cái tài khoản 621 này nhắc nhở cho các anh chị nếu như các anh chị không chọn ở cục đối tượng tập hợp chi phí thì phần mềm sẽ nhắc nhở các anh chị theo như cái bản này để các anh chị chọn ha. Thì chỗ này các anh chị vẫn ghê là bạn có muốn ghi sổ không vẫn ghét nha và để hiện các bạn nhắc nhở giống vậy để các anh, nhiều khi các anh chị qua quên qua tab thống kê các anh chị chọn đưa vào cột đối tượng tập chi phí này thì phần mềm nó sẽ không biết là chi phí một này nằm đâu vì vậy lên lên cái hành của các anh chị nó sẽ không ra kết quả rồi chỗ này các anh chị sẽ tùy chỉnh đó các anh chị sẽ vào danh mục các anh chị chọn dùm em tài khoản các anh chị chọn hệ thống tài khoản là mình đi tùy chỉnh cái bảng nãy á, để nó hiện cho mình nhắc nhở ở cột đối tượng tập chi phí thay vì cột công trình riên một tài khoản ha các anh chị vào hệ thống tài khoản. Rồi ở đây các anh chị sẽ search giúp em tài khoản số 21. Rồi, mình nhấp double 2 lần mình mở lên. Hoặc là có thể bấm sửa cũng được ha. Rồi ở đây các anh chị, ở đây các anh chị thấy này, 621 nè số 21 nè. Số 21 này nó 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 đang theo dõi chi tiết theo công trình nè, chỉ cảnh báo nè. Là hồi nãy cái bảng nãy là nó đang nhắc theo công trình. Nếu như cái tài khoản số 21 này ở cái dữ liệu kế toán này mà quên chọn ở cột công trình thì phần mềm sẽ nhắc nhở mình. Còn ở đây em đang tính giá thành các anh chị đang dùng tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ là mình chỉ quan tâm đến cái cột đối tượng tập chi phí mà thôi. Nên vì vậy mình sẽ tích bỏ ở đây ra, mình tích chọn ở đối tượng tập chi phí là mình sẽ cảnh báo ở đây. Nếu như mình khi mình tính giá thành ở phương pháp hệ số tỷ lệ hoặc là giản đơn mà mình quên chọn cột đối tượng tập chi phí, phần mềm sẽ nhắc nhở cảnh báo cho mình thì ở đây một là mình chọn chỉ cảnh báo, hai là các anh chị có thể chọn bắt buộc nhập luôn bắt buộc nhập tức nghĩa là nếu như các anh chị không chọn phần mềm sẽ không cho các anh chị ghi sổ chứng từ đó luôn là các anh chị chỉ cần bấm đóng lại thôi chứ không có ghi sổ không có lưu không có không có tắt được cái giao diện đó luôn bắt buộc nhập là phải nhập nó mới cho ghi sổ à, nó mới cho cất cái chứng từ đó rồi bây giờ em chọn thì chị cảnh báo ha ở đối tượng tập chi phí cất thì tương tự vậy mình sẽ kiểm tra tài khoản 622 luôn số 2 đang cũng đang chọn công trình em sẽ chọn qua đối tượng tập chi phí ha đó còn thường thì đa số tài khoản 627 là không có các anh chị thường chi phí 627 là chi phí sản xuất chung á chi phí sản xuất chung thì mình không có chọn chi tiết theo dõi chi tiết tại vì bản chất nhiều khi chi phí sản xuất chung mình đâu biết đưa vào đâu và chi phí đó vào bản tính giá hành phần mềm nó sẽ phân bổ cho mình sau rồi đó là cái cách các anh chị hạch toán ở trường hợp đầu tiên ở tài khoản số 21. Bây giờ trường hợp thứ hai như là em nói nè, là mình cần bấy nhiêu nguyên liệu tại thời điểm đó mình đi mua về để mình xuất ra mình sản xuất luôn chứ mình không có nhập kho thì lúc này các anh chị sẽ vào mua nguyên liệu nè ở đây nó có câu là mua nguyên liệu công ty đoàn kết xuất thẳng nè cho phân xưởng sản xuất túi vải và màu vàng đục hóa đơn số này ha và chưa thanh toán tiền và mình mua mình xuất thẳng luôn chứ mình không có thông qua nhập kho thì các anh chị sẽ vào hạch toán ở chứng từ mua hàng chọn mua hàng không qua kho rồi em sẽ đi hạch toán câu này ha em sẽ vào mua hàng em chọn chứng từ mua hàng hóa rồi chỗ này em sẽ tán là mua hàng trong nước không qua kho Mua công 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 ty đoàn kết ha Hóa đơn thì em gõ lại hóa đơn nào đó ha Chưa thanh toán tiền Em mua DEA TT01 Và MV Rồi em mua về nè à, 2970 93 và 115. Cái này 93. 115. Này 29, 70 ha. Mua về. Rồi đơn giá. Đơn giá thành tiền. Mua chưa thanh toán. Hóa đơn. 4 tháng 1 ha. Rồi chỗ này. Ở đây tương tự. Ở đây tương tự các anh chị. Thì khi các anh chị hạch toán số 21 nè. Và cái... Uh, cái hạch toán số một này là các anh chị mình mua cái nguyên liệu này về các anh chị mình đưa vào cái uh, sản xuất TVD là túi vàng đục các anh chị đây các anh chị mua nguyên liệu của công ty đoàn kết ha, xuất thẳng cho phân xưởng sản xuất túi vải màu vàng đục ha nên vì vậy là chỗ này mình sẽ đưa vào qua tá thống kê mình đưa vào đối tượng tục chi phí là vàng đục cái nãy em tạo á đây vàng đục ở đây ha rồi em sao chép dữ liệu các dòng dưới rồi tương tự ở đây nha cũng cũng vậy nha các anh chị anh chị nào dùng thông tư 13 thì chọn thêm cột khoảng một chi phí nữa giùm em ha vì đã hạch toán nợ một năm tư thì phải chọn thêm cột khoảng một chi phí nữa nha rồi em cắt lại rồi đó là cái trường hai cái trường hợp dành cho hạch toán tài khoản 621 chi phí nguyên liệu trực tiếp rồi tài khoản 622 tài khoản 622 ha À, khoan, trước khi em đi qua tài khoản 62 ở phương pháp uh, hệ số tỷ lệ thì em sẽ nói ở phương pháp uh, giảng đơn một chút. Nãy giờ là em đang thao tác ở cái trường hợp là hạch toán cho tài khoản 621 ở phương pháp hệ số tỷ lệ là mình không có yếu tố định mức nguyên liệu, mình cần bấy nhiêu nguyên liệu tại thời điểm đó là một là mình đi mua về mình xuất thẳng ra phân xưởng sản xuất luôn là vào mua hàng không qua kho luôn. Hai là bản chất cái nguyên liệu đó có tồn trong kho rồi, mình vào lập cái phí xuất kho sản xuất để xuất kho nguyên liệu cho sản xuất thôi. À, cần bấy nhiêu là chọn những cái mã hàng chi tiết của nguyên liệu đó, đưa vào hành phẩm nào thì chọn để đưa vào đối tượng tục chi phí thôi. Còn nếu như anh chị nào mình dùng tính giá hành ở phương pháp giản đơn, thì ở cái bước này nè, ở cái bước uh, tính giá hành ở phương pháp giản đơn mà hạch toán cho tài khoản 621 á, là các anh chị có thể thông qua một cái uh, mục đó là một lệnh sản xuất ở phân hệ kho. Đây, hạch toán 621 của hệ số tỷ lệ là xong bây giờ em đang nói tiếp đến là hạch toán chi phí 621 cho phương pháp giản đơn. Thì ở đây các anh chị sẽ để ý nó sẽ có một cái phần lệnh sản xuất nè. Thì lệnh sản xuất ở đây nó có thể lấy dữ liệu cho các anh chị từ cái định mức mua vật liệu qua để các anh chị đỡ phải nhập vào nhập tay cái phần xuất kho phiếu xuất kho sản xuất. Rồi, thì ví dụ như hồi nãy các anh chị tạo cái mã thành phẩm là áo sơ mi trắng Áo sơ mi trắng này em tạo ra là trong đó nó có sẽ có là nút áo, có vải, có quần chỉ gì đó. Thì chỗ này cái lệnh sản xuất này em sẽ thêm. Lệnh sản xuất ở đây các anh chị mình có thể hiểu nôm na nó giống như một kế hoạch các anh chị sẽ đi sản xuất. Ví dụ như đợt tháng tháng 1 năm 2024 này tôi sẽ sản xuất 100 cái áo sơ mi. Và cái lệnh này là nó không hề có định khoản kế toán nha các anh chị Cái lệnh này khi mình lên là nó như một cái kế hoạch thôi À để sản xuất 100 cái áo sơ mi tôi cần bao nhiêu nguyên liệu Thí dụ như định lượng của mình mình đã nhập ở cái định mức nguyên liệu là À một cái áo sơ mi là một cái một cái giải một năm cái nút áo và ví dụ như nhân 100 cái áo sơ mi thì năm cái nút áo này nhân lên 100 là 500 cần 500 cái nút áo để mình biết những cái nguyên liệu mình số lượng nguyên liệu để mình cần chuẩn bị để mình đi sản xuất 100 cáo sơ này và cái lệnh sản xuất này khi mình lập lên mình sẽ đưa cái đưa cái lệnh sản xuất này xuống dưới cái bộ phận sản xuất á anh phải lên đúng cho tôi những cái nguyên liệu bên trong cái lệnh sản xuất này mà thôi à, chỗ này thì ở đây các anh chị sẽ hiểu là nó sẽ như một kế hoạch sản xuất của các anh chị rồi ví dụ như chỗ này em gọi diễn giải là sản xuất uhm... sản xuất 100 áo sơ mi trắng ha. Rồi ở đây em chọn mã thành phẩm là áo sơ mi trắng hồi nãy em tạo nè. Thì các anh chị sẽ thấy nè. Số lượng 1 nè. Áo sơ mi trắng nè. 1 nè. Thì ở đây các anh chị nhìn ở định mức ở dưới đây nè. Là à. Để sản xuất một cái áo sơ mi trắng thì cần một cuộn chỉ nè. Cần 5 cái nút áo và cần một ký vải trắng. Ví dụ vậy. Rồi bây giờ để sản xuất 100 cái áo đúng không? Em gõ đây số lượng là 100 thì các anh chị sẽ thấy nó nhân lên số lượng nguyên liệu cần cho sản xuất 100 cái áo sơ mi trắng này, 100 này 500 này trăm Nhân lên trăm lần. Lại vì một áo là định mức như vậy thì năm thì 100 áo thì nhân lên 100 lần. À, thì nó sẽ ra cái số lượng nguyên liệu để cần cho sản xuất 100 cái áo sơ mi trắng này. À, nó sẽ lấy từ cái định mức nguyên liệu mà các anh chị đã nhập ở danh mục thành phẩm qua luôn. Là coi như các anh chị sẽ hiểu à cái lệnh sản xuất này là kế hoạch sản xuất cho các anh chị đó. Rồi sau khi các anh chị lập lệnh sản xuất xong chỗ này các anh chị cất lại thì khi các anh chị cất lại ở đây các anh chị sẽ để ý nó có hai cái mục nè một là lọc phiếu xuất hai là lọc phiếu nhập lọc phiếu xuất là làm sao lọc phiếu xuất là mình sẽ đi xuất ba cái nguyên vật liệu bên trong này nè mỗi ông 100 á ví dụ như mình sẽ đi xuất chỉ màu trắng 100 nút áo 500 và vải trắng 100 để sản xuất hàng trăm áo sơ mi là xuất nguyên liệu cho sản xuất và còn lọc phiếu nhập này là sao Lập phiếu nhập này là mình sẽ nhập kho thành phẩm sau khi sản xuất xong. Ví dụ như mình hạch toán mươi 627 vô. Sau đó là mình tổng cái giá trị đó nó sẽ chia lại cho cái số lượng nhập kho thành phẩm này. Thì nó là 100 cái đó là nó sẽ ra cái giá thành đơn vị cho một sản phẩm của mình đối với phương pháp giản đơn. Rồi ví dụ như em lập phiếu xuất trước nè. Cho 100 áo sơ mi trắng nha. Đồng ý nè. Thì nó sẽ ra một cái phiếu xuất kho sản xuất. Nó quay trở lại cái phiếu xuất kho sản xuất lúc ban đầu mình hạch toán ở cái phương pháp và hệ số tỷ lệ nhưng ở phương pháp hệ số tỷ lệ thì nó không có qua thông qua lệnh sản xuất mà mình sẽ vào thẳng cái phiếu xuất kho này mình đập luôn tại bản chất mình đâu có định mức nên mình không có lấy dữ liệu được nên là lúc này mình vào ở cái phương pháp hệ số tỷ lệ là mình vào đây mình thẳng mình xuất luôn còn ở phương pháp giản đơn mình có thể thông qua lệnh sản xuất để mình lấy dữ liệu từ lệnh sản xuất mình xin cái phiếu xuất kho sản xuất này luôn và mình sẽ đưa cái phiếu xuất kho này xuống cái bộ phận sản xuất là anh chỉ xuất đúng cho tôi những cái định nguyên liệu theo định mức này mà thôi à. Rồi ví dụ như chỗ này khi mà em chọn như sao em lập cái phiếu xuất kho sản xuất ví dụ người nhận em cho là anh Bảo luôn đi ha. Đây, số phiếu xuất kho nguyên liệu theo lệnh sản xuất là LX03 uh, nè. Nợ cũng là hạch toán nợ 621, nợ 621 nợ âm 2 luôn. Rồi các anh chị kéo qua phía bên phải. Đây, thì các anh chị sẽ thấy nó lên lệnh sản xuất nè. Lên cái thành mã thành phẩm là áo sơ mi trắng nè qua thống kê nè cái đối tượng tập chi phí của mình là đưa vào ở mi trắng dù các anh chị dùng phương pháp hạ giảng đơn hay dù các anh chị dùng phương pháp hệ số tỷ lệ thì buộc lúc nào ở cái phiếu mà các anh chị hạch toán liên quan đến tài khoản 621 đều phải chọn ở cột đối tượng tập chi phí hết à, nhớ cho em một điều nha cái cột này cột quan trọng đó quên thiếu hụt cột này là là giá hành là mình nó sẽ ra trống trơn rồi, nó không ra tại vì cái chi phí 621 nó là nó là yếu tố trọng yếu trong quá trình các anh chị sản xuất thành phẩm ngay cả ví dụ như phương pháp ngay cả các anh chị hạch toán ở tài khoản 62 hay tài khoản 67 á, khi các anh chị mình phân bổ chi phí ở hai cái tài khoản đó nó đều dựa vào cái tiêu thức của cái 621 để nó phân bổ hết cả. Nên vì vậy nếu như chỗ này các anh chị không chọn ở cái các anh chị không qua thống kê, các anh chị không chọn ở cột đối tượng tập chi phí thì nó cũng sẽ rất là ảnh hưởng đến cái quá trình các anh chị làm ở phần hệ giá thành mà các anh chị đi hạch toán chi phí hạch toán ở cái bước là phân bổ chi phí chung cho hai tài khoản 6267 Nếu như 6267 đó có anh chị không đưa vào được vào cái tức là mình không chọn được vào cục đối tượng tập chi phí nào hết. Thường là 6267 có một số chi phí là các anh chị dùng chung cho toàn bộ cái quá trình tính giá hành của các anh chị. Mình cũng không biết là mình sẽ đưa vào cái giá hành của cụ thể là thành phẩm A hay là cụ thể thành phẩm B hay là cụ thể thành phẩm C. Vì vậy mình hạch toán nhưng mình vẫn mình sẽ không có chọn cục đối tượng tập chi phí và mình để trống cái cột đó thì khi mình để trống cục đó thì đưa, tất nhiên chi phí đấy chi phí dùng chung thì mình thì mình sẽ cần phần mềm để phân bổ cho mình và phân bổ theo tiêu thức nào thì thường em thấy là nếu như là mình tính hành theo phương pháp ở cái mục là sản xuất thành phẩm á thì thường là mình sẽ phân mình sẽ phân bổ chi phí chung nó theo tiêu thức của nguyên liệu trực tiếp tại thường nguyên vật liệu sẽ, sẽ, là cái yếu tố trọng yếu đối với phương pháp là sản xuất thành phẩm đối với lại tính giá thành phẩm ha các anh chị ha rồi bây giờ sau khi các anh chị mình qua thống kê, các anh chị kiểm tra ở cục đối tượng tiêu chi phí xong, hàng tiền hạch toán là 621 152 rồi đúng không ạ? À? Rồi cái cái đơn giá này chúc các anh chị tính giá xuất kho là phần mềm nó sẽ hiện lên cái giá trị này cho mình. Là chỗ này các anh chị chỉ cần cất lại thôi. Là lập lệnh sản xuất từ lệnh sản xuất này xin cái phiếu xuất kho sản xuất kiểm tra lại số liệu thôi. Chứ chỗ này các anh chị không có nhập liệu lại nó nó sẽ tự sinh cho các anh chị luôn. Rồi bây giờ tiếp tục từ lệnh sản xuất này sau khi các anh chị lập cái phiếu xuất xong, các anh chị sẽ lập phiếu nhập. Lập phiếu nhập là sao? Nhà lập phiếu nhập tức nghĩa là 100 cái thành phẩm đó mình đã sản xuất được và mình sẽ đi nhập kho để mình chuẩn bị mình xuất bán. Nên chỗ này mình sẽ lập cái phiếu nhập ha. Còn nếu như mình dùng phương pháp ở đây phương pháp giảng đơn là nó sẽ sinh từ lệ sản xuất cho các anh chị luôn. Còn ở phương pháp hệ số tỷ lệ thì tự tự vào phân hệ kho lập ở cái phiếu nhập kho nha các anh chị nha. Thì chút đến cái bước đó em sẽ nói. Đây lập 100 ở à đây em đưa vào áo sơ mi trắng này em đưa vào kho sản phẩm năm nộp em năm có 154 nè rồi em kéo qua phía bên phải nè đây trăm ha cái đơn giá đây là đơn giá gì đơn giá đây chính là cái kết quả giá thành khi các anh chị tính ra được cho phương pháp này nó sẽ thể hiện và nó sẽ cập nhật và thể hiện ở đây cho các anh chị sau rồi qua thống kê nè nó đối tượng tập chi phí là áo sơ mi trắng nè chỗ này các anh chị cất lại rồi thì đó là hai thì khi mà các anh chị mình lập xong cái lệnh sản xuất ở đây các anh chị lập lệnh sản xuất uh, sản xuất 100 áo sơ mi trắng đúng không mà đã lập đủ phiếu xuất và phiếu phiếu nhập là và chỗ này đang tình trạng là đang thực hiện này nè. Thì đó là hai cái cách để các anh chị mình hạch toán ở tài khoản 621 uh, cho phương pháp giảng đơn và cả cho phương pháp hệ số tỷ lệ luôn. Em nhắc lại nha. Ở phương pháp hệ số tỷ lệ thì bản chất là mình không có biết được định mức nguyên vật liệu nên vì vậy nếu như mình cần xuất kho nguyên liệu thì mình chỉ vào phân hệ kho, lập cái phiếu xuất kho bình thường và chọn từng nguyên liệu mình cần xuất thôi. Còn nếu như mình mình không có xuất kho mà mình đi mua về tại thời điểm đó mình đi mua về mình xuất thẳng thì mình sẽ vào mua hàng không qua kho và hạch toán ở tài khoản số 21. Tương tự ở cũng vậy, ở cái cái phương pháp giảng đơn. Cái đó là phương pháp hệ số tỷ lệ ha. Còn phương pháp giảng đơn nếu như mà các anh chị mình có đã có định mức nguyên liệu rồi thì các anh chị sẽ thông qua cái lệnh sản xuất này các anh chị lập lệnh sản xuất thì nó như giống như một cái kế hoạch tính giá hành của các anh chị à để sản xuất ra 100 áo sơ mi trắng này nó sẽ nhân lên theo cái số liệu định mức nguyên liệu các anh chị đã nhập ở danh một thành phẩm nó sẽ nhân lên 100 lần nó nhân lên 500 lần nếu như các anh chị sản xuất 500 thành phẩm cái số lượng 500 thành phẩm ha thì sẽ nhân lên 500 lần cho các anh chị thì lúc này khi các anh chị lập lệnh sản xuất xong các anh chị sẽ lập phiếu xuất kho và lập phiếu nhập kho thì phần mềm nó sẽ tự sinh phiếu từ cái lệnh sản xuất này cho các anh chị luôn ha. Thì đó là cách để các anh chị hạch toán ở cái bước bước này. Bước 3 hạch toán chi phí 621. Rồi bây giờ xong cái chi phí số 21 rồi bây giờ em đi qua tài khoản chi phí số hai. Chi phí số là chi phí nhân công trực tiếp. Thì ở chi phí nhân công trực tiếp này là các anh chị mình sẽ hạch toán ở chứng từ nghiệp vụ khác ha. Mình sẽ hạch toán ở chứng từ nghiệp vụ khác. Thì chứng từ nghiệp vụ khác nằm ở đâu? Các anh chị sẽ vào phân hệ tổng hợp ở phía dưới này nè. Các anh chị sẽ chọn về em cái tab chứng từ nghiệp vụ khác ở đây ha. Rồi chỗ này các anh chị thêm. Thêm chứng từ nghiệp vụ khác ha. Hoặc là chỗ này các anh chị có thể vào nghiệp vụ nè. Các anh chị có thể vào tổng hợp nè. Các anh chị có thể vào chứng từ nghiệp vụ khác. Thì đó là hai cách. Mình vào cách nào cũng được ha. Mình chọn cái thanh công cụ phía trên cũng được. Mình chọn trong cái giao diện này cũng được. Cả tùy các anh chị thôi ha. Tổng hợp ha. Chứng từ nghiệp vụ khác. Ở đây có thể sổ mũi tên nè ở đây nó có chứng từ nghiệp vụ khác hoặc là chỗ này các anh chị bấm thêm nó cũng ra chứng từ nghiệp vụ khác luôn rồi bây giờ hạch toán chi phí nhân công ha thì cái chi phí nhân công ở tài khoản 62 này em có một cái câu ở đây đây là hóa đơn tiền điện à, hạch toán chi phí lương cho công nhân trực tiếp cho phân xưởng và phân ở đây em phân tách được là chi phí uh, sản xuất túi vàng đục là 42 triệu 110 về công nhân tổ sản xuất túi xanh lá là 51 triệu. Thì bây giờ em sẽ toán là chi phí. Phí nhân công trực tiếp sản xuất tại phân xưởng ha. Rồi, em hạch toán là Nợ 62 nè. Có là 3341 nè. Rồi. Ở đây là 42 triệu. 42.110 là đưa vào túi bằng đục đúng không ạ? À? Em hạp tán 42 triệu. 42 triệu 10 Rồi. Đưa vào túi bằng đục. Rồi. Và ở đây... em kéo cái 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 đối tượng tập chi phí lên đây luôn đi ha anh chị nào mà dùng thông tư mộ ba thì chọn thêm cột khoảng một chi phí nữa nha đây. rồi ở đây nè năm mươi mấy triệu là em đưa vào năm mươi mốt ba bốn mươi là em đưa vào xanh lá Rồi, thì ở đây các anh chị chi phí uh, uh, phân xưởng này là vàng đục đúng không? Rồi, thì đây các anh chị vàng đục là em đưa đây nợ 62 ha, có 341 42 triệu, thanh lá 622, 341, 51 triệu 340. Rồi, em đã đang hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại phân xưởng. Thì cái ví dụ này của em á là em đã phân tách được là à chi phí nhân công này dành cho có đối tượng tập chi phí A là bao nhiêu dành cho đối tượng tập chi phí B là bao nhiêu em phân tách được luôn nhưng thực tế có một số công ty của các anh chị chỗ này các anh chị không có phân tách được các anh chị chỉ có quyền cục tổng thôi à chi hợp à, toán các anh chị dồn vô cục tổng thôi không có biết được là cái cái chi phí 62 này do cho cái đối tượng tập hợp chi phí nào cả không biết được ha thì lúc này nếu như trường hợp mà công ty của các anh chị thực tế Các anh chị làm mà các, các anh chị có trường hợp giống như em nói Thì nếu như các anh chị không biết được ở cái cái tổng chi phí Tức là mình chỉ biết được một cục tổng thôi Mình không biết được chi phí đưa vào vàng đục nhiêu đưa vào xanh lá bao nhiêu Thì lúc này các anh chị mình sẽ hạch toán ở đây Mình sẽ hạch toán ở đây là cũng là hạch toán nợ 62 cũng là nợ 62 và 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 và, và... 3, có ba ba bốn một luôn ha ví dụ như chỗ này là mình biết được một cọc một, một cục tổng 10 triệu hoặc là ví dụ như cái cái người những cái người nhân công mà trực thuộc tại công ty tức nghĩa là đã có hợp đồng lao động trực thuộc tại công ty vàng đục là bao nhiêu đây xanh lá em trả lương vàng đục như đây xanh lá như đây nhưng mà ví dụ như có một số ngày em cần thuê thêm những cái người thời vụ đi ví dụ những cái anh chị mà làm công nhân thời vụ á em thuê vào ví dụ như à có khi thì ví dụ em sẽ đưa em sẽ phân bổ cái người này vào cái tổ sản xuất túi vàng đục có ngày thì em vào xanh lá tức là em luân phiên điều chuyển và em cũng không phân tách được cái chi phí đó cho mỗi cái phân xưởng này luôn cho đối tượng tập chi phí là vàng đục bao nhiêu xanh lá bao nhiêu thì lúc này em cũng hạch toán nợ số hai có ba một cho những người công nhân thời vụ đó nhưng em sẽ không chọn ở cột đối tượng tập chi phí nữa tại bản chất em đâu phân tách được nên em sẽ không chọn nhưng em vẫn hạch toán ha thì chỗ này ví dụ em, em hợp toán 5 triệu đi Thì 5 triệu này Ở đâu 5 triệu này khi mình hợp toán như thế này Thì vào phần mềm Vào cái vào phần mềm Vào cái bản tính giá thành trong phần hệ giá thành Phần mềm nó sẽ có cái mục để các anh chị Mình phân bổ cho cái chi phí 5 triệu này Và phân bổ theo tiêu thức nào Phân bổ như thế nào Thì chút nữa vào cái phần bản tính giá thành Mình sẽ chọn sau Rồi chỗ này mình chỉ hợp toán thôi dùm em ha Rồi thì áp dụng đối với trường hợp nói rộng ra hơn về thực tế của các anh chị áp dụng đối với trường hợp nếu như ở đây chi phí nhân công của các anh chị các anh chị không có phân tách được cho từng đối tượng tập chi phí thì các anh chị cũng hạch toán nợ số 2 và có 341 giúp em gõ số tiền giúp em luôn tuy nhiên mình sẽ không chọn cột đối tượng tập chi phí còn nếu như anh chị nào phân tách được giống như trường hợp ví dụ của em thì quá dễ rồi mình phân tách được thì mình chọn ở đây từng cột từng dòng là tương ứng với mỗi cột nha rồi cái này em hạch toán thêm cái cái này là dành cho phương pháp hệ số tỷ lệ còn ví dụ như nhân công ở cái phương pháp giản đơn Nhân công ở phương pháp giản đơn thì em cũng hạch toán vào đây luôn ha Để chúc em vào các bạn tính giá hành ở phương pháp giản đơn riêng Nhưng mà hạch toán, thôi để em làm làm hai phiếu đi Cái này là dành cho hệ số tỷ lệ em cất lại trước nè Đây, thì ở đây phần mềm nó, nó nhắc nhở ra mà các anh chị sẽ thấy không Khi nãy em hạch toán là nợ số 2 Nếu mà quên chọn cột đối tượng tập chi phí là phần mềm sẽ nhắc á Thì chỗ này là nhắc nhưng mà bạn có muốn ghi sổ không? Nhắc nhắc mình thôi nhưng mình mình không có chọn cục đó ở tức nghĩa là cái dòng 5 triệu này em không có chọn nè dòng 5 triệu này em không có chọn nè nên là nó nhắc liền á rồi chỗ này các anh chị chọn z tức là vẫn cho ghi sổ dù không chọn nhưng vẫn cho ghi sổ nó chỉ nhắc nhở mình thôi chứ nó không có buộc mình chọn rồi bây giờ tiếp tục em hạch toán thêm một cái uh, chi phí nhân công nữa là dành cho phương pháp uh, giản đơn nha hồi nãy là hệ số tỷ lệ rồi ha bây giờ giản đơn giản đơn thì em sẽ đưa vào uh, chi phí nhân em em nhân bản đi cho nhanh. Em nhân bản ha, nhân bản là mình sẽ copy ra một cái bản y chang bản cũ. Rồi mình sửa thông tin bên trong, chi phí nhân công uh, sản xuất áo sơ mi Rồi, nay em xóa hết ha. Rồi, ví dụ như chỗ này, em là tái lo nợ 62. Có 3341. Rồi, dù 660 10 triệu đi. Rồi, em cũng chọn cột đối tượng tập chi phí luôn là đưa vào áo sơ mi trắng ha. Tại do hồi nãy cái mã đối tượng tập chi phí của cái phương pháp giảng đơn của em là áo sơ mi trắng nha các anh chị nha. Còn uh, liên quan đến hệ số tỷ lệ mới là vàng đục và xanh lá, còn liên quan đến cái uh, tính giá hành ở phương pháp giảng đơn là áo sơ mi trắng nha. Rồi em cắt lại. Anh chị này ở đây à, anh chị nào mà hạch toán ở số ở cái thông tư mộ 3 thì nhớ chọn thêm cục khoản một chi phí khi hạch toán đây là nợ 154 thì chọn thêm cục khoản một chi phí nữa nha cả hạch toán ở cái phiếu uh, chứng từ nghiệp vụ khác thì chọn thêm cột cả một chi phí ở đây giùm em nha. Rồi, thì đó là cái cách các anh chị hạch toán ở tài khoản 622. Bây giờ qua tiếp tài khoản 627. 627 thì nó rất là nhiều trường hợp phát sinh các anh chị, tại vì 627 là thường chi phí chung. Chi phí chung thì có khi các anh chị đi mua về hay mua hàng, chả, uh, mua uh, mua cái nguyên phụ liệu đó hay là mua cái chi phí đó bằng tiền, tiền ngân hàng thì có thể vào phân hệ quỹ hạch toán, tiền uh, tiền uh, tiền ngân hàng thì mình có thể hạch toán ở phân hệ ngân hàng ở đây còn ví dụ mình chi bằng tiền mặt mình mua cái chi phí số đưa vào chi phí số hai bảy thì mình sẽ hạch toán ở tiền mặt và ví dụ treo công nợ thì mình có thể vào mua hàng hạch toán cũng được nói chung là tùy nhiều số hai bảy thì nó sẽ nhiều trường hợp phát sinh nên tùy theo tùy theo cái nghiệp vụ định khoản của cái của cái nghiệp vụ đó mà các anh chị mình sẽ biết các anh chị hạch toán ở đâu nếu như cái nghiệp vụ định khoản đó là nợ 627 có 11 thì mình biết mình hạch toán ở phần hệ quỹ rồi đó còn nếu như mà hạch toán là nợ 627 và có 12 là mình biết mình hạch toán ở phần hệ ngân hàng còn ví dụ mình treo công nợ treo công nợ thì nó sẽ xảy ra trường hợp nếu như mà liên quan đến mã hàng chi tiết thì các anh chị có thể vào mua hàng không qua kho hạch toán còn nếu nó là một cái chi phí ví dụ tiền điện tiền nước đi thì các anh chị có thể hạch toán ở chứng từ mua dịch vụ nếu mà chưa thanh toán hay chứng từ mua dịch vụ ha thì mình hợp toán nợ uh, nợ 627 và mình chọn một cái mã chi phí dịch vụ nào đó để mình hợp toán cái cái nghiệp vụ đó à, thì đó là một số trường hợp em uh, diễn giải cho các anh chị còn trong cái ví dụ của em liên quan đến tài khoản 627 thì em sẽ có hai cái ví dụ thứ nhất là em chi tiền mua dầu đổ vào máy cán và uh, đổ vào máy cán màng vải không dệt cho đợi sản xuất túi vải màu vàng và màu xanh À, chi phí dùng chung thì cái này em thập tán ở 6272. À, chi phí vật liệu phụ mua xăng dầu đưa vào cái máy cán để cán ra cái túi vải. Rồi. Cái uh, câu số 5 là hóa đơn tiền điện em thập toán ở số luôn nè, thì cái này em sẽ có thể là đưa thập toán cái này chưa hình ứng tiền thì em có thể đưa vào số 277, thập tán ở số ha thì hai câu này để em thập toán vào 627. Rồi, câu đầu tiên em chi tiền mua dầu đổ vào máy cán chi tiền mua dầu này thì ở đây nó có cái bài tập của em là nó có cái mã dầu Diozo nên chỗ này em sẽ vào mua hàng không qua kho và hạch toán ở cái chi tiền mua dầu này thay vì ví dụ như em vào cái ở đây nó có cái dầu cái mã dầu có số lượng có đơn giá luôn nên là chỗ này em sẽ vào mua hàng không qua kho để hạch toán còn nếu như mà cái dầu của các anh chị các anh chị không muốn hạch toán cái mã hàng á thì các anh chị có thể vào ở đây là chi tiền đúng không ạ? Vì các anh chị vào phân hệ tiền mặt các anh chị chi luôn cũng được. Mà tùy theo cái 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 nghiệp vụ của các anh chị ha, hoặc là tùy theo cái cái tính chất mà các anh chị muốn quản lý thì các anh chị mình sẽ hạch toán uh, linh hoạt ở nhiều phân hệ có thể là mua hàng, có thể là phân hệ uh, tiền mặt. Giống như cái cái câu này mà em vừa diễn giải các anh chị đó. Cái này thì em sẽ vào mua hàng không uh, qua kho nha, tại nó có mã dầu, nó có số lượng nữa nên chỗ này em sẽ vào mua hàng. Nhiều khi có nhiều anh chị á, có mã dầu có số lượng luôn nhưng mà là lại cũng không có muốn hạch toán mã hàng, thì lại muốn hạch toán thẳng vào quan hệ quỹ cũng được nha các anh chị nha. Rồi chỗ này em vào cái uh, chứng từ mua hàng. Rồi em chọn mua hàng không qua kho nè. Rồi ở đây em sẽ chọn uh, mua của tập đoàn xăng dầu Petrolimex ha. thanh toán ngay bằng tiền mặt ha rồi dầu diesel 6272 ha số lượng 920 lít ủa phải không ta để em coi lại coi à, 920 lít rồi dầu em cập nhật giá dầu cho nó khác nha các anh chị trong đó 15.000 nó cũ lắm rồi nên là chỗ này em để 25.200 thế là 10 phần nè rồi Hóa đơn ha Gõ số hóa đơn ở đây Rồi phiếu chi Thanh toán ngay bằng tiền mặt mà Mua hàng không qua kho hạch tán 6272 Và chi phí mua dầu này đổ vào máy cán Để ép cả hai túi Nên là chi phí dùng chung Và chi phí dùng chung Thì mình sẽ không chọn cột đối tượng tập chi phí luôn Cả ở phương pháp giảng đơn Và hệ số tỷ lệ cũng vậy nếu như mà chi phí 6272 này các anh chị dùng chung thì các anh chị mình cứ hạch toán thôi chứ các anh chị không cần phải chọn cột đối tượng tập chi phí nha. Tuy nhiên mình không chở cột đối tượng tập chi phí tuy nhiên cái cái cột khoảng một chi phí này thì dành cho anh chị nào dùng thông tư 133 vẫn phải chọn nha rồi chỗ này em cất lại yes. à, 23 triệu nên là 20 triệu nó nhắc cái các anh chị phải vẫn em phải vẫn chi bằng tiền mặt luôn rồi chỗ này hóa đơn tiền điện dùng cho sản xuất chưa thanh toán tiền ha em vào uh hóa đơn tiền điện thì em vào mua dịch vụ đi em em cũng vào mua hàng nhưng mà nãy hạch tán chứng từ mua hàng hóa rồi em hạch tán mua chứng từ mua dịch vụ ha không hóa đơn tiền điện này à chưa thanh toán mua dịch vụ điện lực ha em chọn ở chi phí mua hàng các anh chị ha và em sửa đây là tiền điện hạch toán ở nợ số hai bảy sáu hai bảy bảy đi tiền điện này là 39 triệu chưa thanh toán tiền điện lực 10% phần trăm vt 39 triệu ha thanh toán tiền Quang qua em qua tấp thế nè 10 phần trăm VAT nè thì đây các anh chị chứng từ mua dịch vụ nó sẽ khác so với chứng từ mua hàng chứng từ mua hàng thì cái số cái số hóa đơn nó, sẽ tách làm hai tab một cái tách chứng từ ghi nợ cái tab hóa đơn bên đây và các anh chị gõ số hóa đơn phía trên này luôn còn đối với chứng từ mua dịch vụ là cái số hóa đơn nó sẽ nằm ở tấp thuế dưới đây nè các anh chị nên trong quá trình các anh chị nhập liệu mình phải để ý để mình không có bị sót thông tin nha rồi sau đó em cắt lại Rồi, đó là em cắt em hạch toán ở tài khoản 627. Rồi, sau khi em hạch toán xong, 621 1 em cũng hạch toán xong nè, 622 2 em cũng hạch toán xong và 627 em cũng hạch toán xong luôn rồi. Thì bắt đầu mình sẽ đi đến bước tiếp theo là mình đi bước kiểm tra cái phần nhập kho thành phẩm mình đã có chưa ha. À, thì chỗ này mình sẽ nhập kho thành phẩm. Nhập kho thành phẩm đối với phương pháp giảng đơn thì mình đã nhập kho thành phẩm rồi, tại vì hồi nãy là mình lập lệnh sản xuất á. Mình đã mình đã lập luôn cái phiếu nhập kho thành phẩm ở đây luôn rồi nè các anh chị thì cái phiếu nhập kho thành phẩm là lên sản xuất nằm ở đây. Đây. Đây, phiếu uh, xuất kho theo lệnh sản xuất uh, 03 nè. Em gõ năm nay đi ha. Cho dễ nhìn hơn đây. Xuất kho theo lệnh sản xuất uh, 03 và nhập kho thành phẩm theo lệnh sản xuất 03 luôn. Thì thì mình đã nhập cái nhập kho thành phẩm cho phương pháp giảng đơn rồi còn phương pháp hệ số tỷ lệ thì em chưa có nhập phương pháp hệ số tỷ lệ thì mình đâu có xin từ lệnh sản xuất đâu nên chỗ này mình sẽ tự chủ động vào cái phiếu nhập kho để mình nhập nha thì mà chỗ này các anh chị sẽ vào cũng vào phân hệ kho các anh chị lập cái phiếu nhập kho thôi rồi ở đây mình sẽ chọn nhập số 1 nè nhập kho thành phẩm sản xuất nè rồi diễn giải thì ở đây em sẽ diễn giải là nó sẽ là đây nhập kho thành phẩm sản xuất nè từng túi nè bốn cái túi nè các anh chị rồi em sẽ nhập kho thành phẩm ha Để em coi như em có cái um... em có em nhân bản á các anh chị Mình đỏ phải nhập đây rồi em nhân bản cái này luôn ha 4 tháng 1 2024 thống kê em nhân bản nhưng mà em đổi lại cái mã đối tượng tập chi phí ha vàng đục là em đưa vào cái này nè nó tính sẽ tính giá hành theo cái giá trị tiền này xanh lá qua hàng tiền ha nộ năm năm có một năm tư rồi bốn một hai mươi ha Rồi. Em lấy, em chủ yếu nhân bản, em lấy số lượng các anh chị, đỡ phải gõ lại. Rồi, số lượng đơn giá hành tiền, chút mình tính giá hành thì kiểu này nó sẽ lên cái đơn giá hành tiền tại cái kỳ tính giá hành của tháng 1 năm 2024 nha. Nào, có một năm tư nè, qua tab thống kê nè. Nhìn ở cục đối tượng tập chi phí, chọn lại ở cục đối tượng tập chi phí ha. Túi màu vàng đục thì nó sẽ thuộc cái đối tượng tập chi phí vàng đục. Túi màu xanh lá nó sẽ thuộc cái đối tượng tập chi phí là xanh lá. Còn ở phương pháp giảng đơn là cái đối tượng tập chi phí của nó là áo sơ mi trắng đó các anh chị. Là nãy em show các anh chị xem rồi á, nãy lúc mà bước bước nhập kho thành phẩm mà xin từ cái lệnh sản xuất á. Rồi. Rồi chỗ này em cất lại ha. Rồi, em được đây, nhập kho 4 uh, túi vải ngày 4 tháng 1. Rồi em đi tiếp sau khi các anh chị nhập kho hàng phẩm xong, thì bắt đầu các anh chị sẽ đi tính giá xuất kho đúng không ạ? Nãy giờ là mình hạch toán số 21 là có nhiều phiếu mình lập cái phiếu xuất kho đó, mình chưa tính giá xuất kho thì nó chưa có lên cái giá trị của số Nên vì vậy ở cái bước này là các anh chị phải đi tính giá xuất kho, mục đích tính giá xuất kho ở đây để nó lên giá trị cho tài khoản số của mình. Rồi chỗ này các anh chị sẽ vào uh, phân hệ kho, rồi các anh chị sổ đây xuống các anh chị chọn tính giá xuất kho dùm em nha chọn tính tất cả vật tư chọn năm nay ha rồi kỳ tính giá theo tháng tính theo kho thực hiện ha rồi, em không sao luôn em để tính luôn Rồi thì sau khi em tính giá xuất kho xong Bắt đầu em sẽ đi check lại Coi những cái phiếu xuất kho nó đã lên hết chưa nha Đây các anh chị sẽ thấy nè Cái phiếu xuất kho nguyên liệu Theo lượng sản xuất hồi nãy mà em lập nè Nó ra cái đơn giá hành tiền phía dưới nè Các anh chị sẽ thấy ha Nó ra đơn giá hành tiền rồi nè 7 triệu mấy nè rồi xuất nguyên liệu sản xuất túi xanh lá nó cũng ra đơn giá hành tiền rồi nè Rồi 117 triệu nè rồi chỉ có hai phiếu này thôi rồi thì là ra được kết quả số hai một giá trị của tài khoản số hai một rồi đó các anh chị ừ, ừ. Rồi, bây giờ em đi tiếp nha sau khi các anh chị tính giá sức kho xong thì bắt đầu bây giờ các anh chị mới dùng đến cái bước thứ tư bước thứ tư là bước gì bước thứ tư là cách bắt đầu các anh chị mới dùng đến phân hệ giá thành Nãy giờ bước 1, bước 2, bước 3 là mình cứ đi tạo danh mục mình hạch toán ở những cái tài khoản khác mà thôi, à, ở những phân hệ khác mà thôi, ví dụ như là mua hàng rồi kho rồi danh mục thôi. Còn bước 4 là bắt đầu các anh chị mình mới dùng đến phân hệ giá thành. À, thì dùng đến phân hệ giá thành. Dùng đến phân hệ giá thành là các anh chị sẽ vào vào phân hệ giá thành. và phân hệ giá thành ha rồi chỗ này ở đây các anh chị sẽ thấy nó có những cái tab này nè thì những cái tab này ứng với những cái phương pháp tính giá thành mà các anh chị sẽ dùng ở đây mình sẽ có hai phương pháp đó là hệ số tỷ lệ và giản đơn hệ số tỷ lệ em sẽ làm trước ha rồi em đi lại cái giản đơn rồi hệ số tỷ lệ hệ số tỷ lệ thì ở đây sau khi các anh chị mình hạch toán xong bước 1, bước 2, bước 3 là bước 4 các anh chị mình sẽ vào mình vào phân hệ giá thành để các anh chị tính giá thành ở phương pháp hệ số tỷ lệ. Thì các anh chị và khi các anh chị vào phân hệ giá thành, các anh chị sẽ chọn giùm em ở cái tab ở cái phương pháp hệ số tỷ lệ này giùm em. Và mình khi mình chọn ở tab này mình nhìn phía bên trái nè các anh chị là mình sẽ thấy nó có ba cái bước để các anh chị thực hiện nè. Bước 1 là xác định kỳ tính giá thành, tức nghĩa là mình sẽ xác định cái khoảng thời gian để mình tính giá thành. Bước 2 là mình tính giá thành và bước 3 là mình kết chuyển chi phí. ha. còn bước 4, bước 5 là mình sẽ coi cái bản báo cáo sau khi mình tính ra kết quả. Mình chỉ tính đến bước 3 là hết ra các anh chị ha. Rồi bây giờ em đầu tiên em xác định kỳ tính giá thành. Em chọn tháng này lấy dữ liệu ha thì nó sẽ ra hai hai cái mã đối tượng tập chi phí là vàng đục và xanh lá nè. Em cất lại. Rồi bước 2 em tính giá thành. Đồng ý ha. Đây thì đây các anh chị sẽ thấy nó có nó có ba chi phí một cái chi phí 62 em chưa có chọn đối tượng tập chi phí nó sẽ hiểu là chi phí cần phân bổ 5 triệu hồi nãy nè rồi chi phí 627 là một cái là mua uh, mua dầu diesel nè 39 triệu này là tiền điện nè hạt tán 67 77 nè nè ta 72 nè thì nó sẽ đưa vào đây và khi cái chi phí dùng chung này không biết phân bổ vào đâu đưa vào đây để phần mềm phân bổ cho mình thì các anh chị sẽ nhìn cái tổng số tiền chưa phân bổ ở đây phần trăm phân bổ lần này và số phân bổ lần này thì ở đây các anh chị sẽ thấy nó có ba cột số phân bổ lần này phần trăm phân bổ lần này và tiêu thức phân bổ nếu như tại thời điểm phân, phân bổ này những cái chi phí này các anh chị sẽ phân bổ hết là một trăm phần trăm luôn mình không có chừa lại cho kỳ sau thì chỗ này các anh chị sẽ điền một trăm phần trăm giùm em còn nếu như chỗ này các anh chị chừa lại thì các anh chị có thể linh hoạt mình gõ ở một hai một trong hai cột này nếu mình chừa, Ví dụ như đợt này các anh chị chỉ muốn số 62 này các anh chị đưa vào 4 triệu thôi Còn 1 triệu đó các anh chị chừa cho kỳ sau Các anh chị để 1 triệu đó chi phí cho kỳ sau các anh chị phân bổ Thì chỗ này các anh chị sẽ điện ra 4 triệu giùm em Tổng nó là 5 triệu ha, mình điện 4 triệu Thì đây nó sẽ nhảy cái phần trăm phân bổ lần này là 80% mà thôi Còn nếu các anh chị phân bổ hết thì các anh chị cứ để 5 triệu bình thường Tương tự cái cái số phân bổ lần này cho tài khoản số 6272 dưới cũng vậy Và 6277, 6277 dưới cũng vậy luôn mình cần phân bổ lần này bao nhiêu mình có thể tùy biến lựa chọn là mình có thể sửa lại ở một trong hai cột đó là phần trăm phân bổ lần này hoặc là số phân bổ lần này mình gõ cột này thì nó nhảy lại cái phần trăm cho mình cần mình gõ phần trăm thì nó nhảy tiền cho mình ví dụ như chỗ này em gõ lại là ví dụ năm mươi phần trăm này thì nó sẽ nhảy tiền bên đây cho em là có 11 triệu thôi rồi ví dụ giờ em gõ là một trăm phần trăm ha nhảy cho em gõ lại một trăm phần trăm luôn là nó sẽ nhảy lại cái tiền như cũ thì đó là các anh chị tùy tùy biến ở hai cục này ha rồi các anh chị kéo qua phía mặt tiếp các anh chị sẽ thấy ở đây nó có một cái cột tiêu thức phân bổ chỗ này cột tiêu thức phân bổ này là các anh chị sẽ sổ mũi tên các anh chị chọn theo tiêu thức phân bổ mà các anh chị mong muốn hoặc là công ty đặc thù công ty mình đang tính thường ở đây nó sẽ có bốn tiêu thức là mình phân bổ theo nguyên vật liệu trực tiếp mình phân bổ theo nhân công trực tiếp mình phân bổ theo chi phí trực tiếp là vừa nguyên liệu vừa nhân công hay là mình phân bổ theo định mức thì thường em thấy anh chị nào mình dùng phương pháp tính hành ở các sản xuất thành phẩm này ở phương pháp hệ số tỷ lệ đó thì mình hay chọn ở tiêu thức phân bổ là phân bổ theo nguyên liệu trực tiếp tại như lúc đầu em có diễn giải đó là thường nếu mình sản xuất thành phẩm thì cái yếu tố nguyên liệu là yếu tố trọng yếu của mình nên thường mình sẽ căn cứ cái tỷ lệ của nó để mình phân bổ cho những tài khoản còn lại ha. thì ví dụ như ở đây các anh chị chọn là tiêu thức phân bổ là nguyên liệu trực tiếp tức nghĩa là ví dụ như cái mình có bốn thành phẩm À, cái nguyên liệu mình đưa vào thành phẩm A là 20%, nguyên liệu mình đưa vào thành phẩm B là 30%, nguyên liệu mình đưa vào thành phẩm C là 40% và nguyên liệu mình đưa vào thành phẩm D là 10%. Thì nó sẽ căn cứ vào cái tỷ lệ đó để nó phân bổ cho những cái tài khoản này. Ví dụ như thành phẩm A là 20% thì nó sẽ phân bổ 62, 5 triệu này 20% vào vào cái thành phẩm A. Rồi ví dụ như thành phẩm B là 30% thì 5 triệu này nó sẽ phân bổ theo tỷ lệ 30% vào cái thành phẩm B. Ha. À, rồi ví dụ như thành phẩm C phân bổ là 40% nó sẽ phân bổ 5 triệu này 40% vào cái thành phẩm DC. Và ví dụ 10% còn lại là 5 triệu này nó sẽ phân bổ 10% còn lại vào cái thành phẩm D. Thì đó là cái cách để mình hiểu về cái tiêu thức phân bổ này. Rồi thì sau khi các anh chị chọn tiêu thức phân bổ các anh chị sẽ nhắc nút phân bổ phía bên dưới thì nó sẽ ra cái cái kết quả phân bổ này cho hai tài khoản số và số 27, số 22 và số và số 272 rồi thì sau khi ra được cái kết quả phân bổ phía bên dưới rồi các anh chị sẽ bấm nhúc, bấm nút tiếp theo dùm em thì khi các anh chị nhắm nút tiếp theo nó sẽ ra cái uh, mục tiếp theo là đánh giá dở gian. đánh giá dở gian là sao là tức nghĩa là mình nhập kho thành phẩm cho cái mã thành phẩm TV36 này là 4.120 túi ví dụ như hồi nãy em có một cái bước nhập kho thành phẩm ở đây à. đây em có coi, em em xô cái này cho các anh chị dễ nắm đi ha tại phần mềm này nó nó không cho nó phải tắt cái đó mới coi được rồi đây ví dụ như ở đây em có bước em có một cái bước là nhập kho thành phẩm nè thì hồi nãy em đã nhập kho thành phẩm cái này rồi ở phần hệ kho chọn phiếu nhập kho thành phẩm rồi nhập kho cho từng túi rồi ví dụ túi mà bằng đọc là tb 36 á là em nhập 4.120 túi nhưng mà thật ra đến lúc em tính giá thành thì em cái cái giá thành của em á cái 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 số lượng mà em sản xuất ra được chưa tới 4.120 túi nó mới có 4.100 túi thôi còn 20 túi chưa hoàn thành và 20 20 túi này chưa hoàn thành nó đang ở giai đoạn nào Ờ, nó đang ở giai đoạn là 80% hay đang ở giai đoạn 90% hay đang ở giai đoạn 60% thì các anh chị sẽ điền cái số lượng dễ dang cuối kỳ ở đây nè. là 20 phần 20 cái túi chưa hoàn thành 100% và tỷ lệ hoàn thành chưa hoàn thành ví dụ như thường hoàn thành là 100% là hoàn thành đúng không? Còn tỷ lệ hoàn thành là ví dụ như mới 80% là còn đêm. Còn phải qua một công đoạn là đơm thêm một cái nút, làm thêm một cái chi tiết nào đó trên cái túi nữa thì nó mới hoàn thành 100%. Thì lúc này các anh chị sẽ điền cái số lượng dễ dang cuối kỳ là những cái sản phẩm nào chưa hoàn thành và những sản phẩm chưa hoàn thành này, cái số lượng này nó đạt giai đoạn bao nhiêu phần trăm rồi thì các anh chị sẽ điền phần trăm hoàn thành vào đây. Còn nếu như ở đây công ty của các anh chị mình sản xuất hết 4.120 túi 100% luôn thì chỗ này các anh chị sẽ để trống hết. Những cái bốn cái mã này các anh chị sẽ để trống ở cái phần số lượng dở gian cuối kỳ và phần trăm hoàn thành coi như các anh chị đã hoàn thành 100% hết cho bốn cái túi vải ở cái số lượng số liệu này là um, túi màu vàng đục sa 36 là 4120, túi màu vàng đục sa 39 là 3987 và túi màu xanh lá là 432 4347 và túi màu xanh lá sa xa 39 là 3838. Rồi coi như các anh chị đã sản xuất xong hết 100% cho số lượng ở mỗi cái thành phẩm. Ở số lượng này là đạt mức 100% rồi. Không có cái nào mà mình chưa hoàn thành hết cả ha. Thì đó là cái diễn giải ở cái phần đánh giá dễ gian để cho các anh chị nắm, các anh chị biết cách mình điền vào. Nếu như chỗ này các anh chị đã hoàn thành hết 100% thì chỗ này các anh chị bấm tiếp theo luôn. Tiếp theo thì ở đây nó sẽ có cái phần uh, uh, lấy giá hành uh, định mức và tính tỷ lệ phân bổ. Thì các anh chị sẽ nhấp nút tính tỷ lệ phân bổ giùm em. Thì khi các anh chị nhấp nút tính tỷ lệ phân bổ thì nó sẽ ra cái kết quả phân bổ ở đây. Và khi ra được kết quả này rồi thì các anh chị sẽ bấm nút tính giá thành. Thì nó sẽ ra cái kết quả là cái giá thành đơn vị cho một sản phẩm ở mỗi túi nó sẽ là như đây. Ví dụ như túi màu vàng đục sa 36 nó sẽ là 21 ngàn. Túi màu bằng đục Sa39 nó sẽ là 24.306. Rồi túi màu xanh lá 36 Sa36 là 23.000. Và túi màu xanh lá Sa39 xa là 26.000. Đây các anh chị sẽ kéo qua đây từng túi nè. Và kéo qua cái cục cuối cùng là giá thành đơn vị. Cục này nó sẽ là giá thành đơn vị trong một sản phẩm túi. Ha. Rồi ở đây các anh chị sẽ cập nhật giá nhập kho giùm em. Rồi các anh chị cập nhật giá nhập kho xong các anh chị bấm cất. Ok. Rồi, thì nó sẽ ra cái kết quả giá hành của các anh chị rồi thì bước tiếp theo sau khi các anh chị tính giá hành xong, các anh chị sẽ đi kết chuyển chi phí. Kết chuyển chi phí này chỉ dành cho thông tư 200 mà thôi, vì thông tư 200 là các anh chị đang định khoản ở tài khoản nợ 62, nợ 62 1, nợ 627 thì các anh chị sẽ kết chuyển những tài khoản chi phí đó về tài khoản 154 là mình sẽ đi từ nợ mình sẽ chuyển về là nợ 154 và có tài khoản 61 có tài khoản 62 và có tài khoản 67 nên cái khâu cái mục số 3 kết chuyển chi phí này anh chị nào mình dùng dữ liệu ở thông tư 200 thì mới có còn anh chị nào dùng dữ liệu ở thông tư ba thì chỗ này nó không có nha các anh chị tại bản chất lúc ban đầu mình đã định khoản thẳng vào tài khoản 154 rồi chứ mình không có hạch toán ở tài khoản loại 6 nên là nó sẽ không có kết chuyển chi phí nếu như mình dùng thông tư 133 nha rồi bây giờ em kết chuyển chi phí ở đây Đây, thì nó sẽ kết chuyển toàn bộ nè, 621, 622, 627 và về tài khoản 154 hết cho các anh chị nè, 621, 622, 627 ha, đây, 1 tháng 1, 2024 nè, cấp. Rồi bây giờ, sau khi các anh chị tính giá hành xong, các anh chị mình có thể coi báo cáo liên quan đến cái giá hành sản xuất hệ số tỷ lệ này bằng cách là các anh chị vào báo cáo phân tích. Mình chọn báo cáo nè, đây, ở đây nó có bạn tính giá thành nè, các anh chị chọn phương pháp hệ số tỷ lệ nè, rồi kỳ tháng 1 nè, đồng ý nè. Thì đây nó sẽ ra cho các anh chị từng mã thành phẩm nè, nguyên liệu trực tiếp bao nhiêu, nguyên liệu gián tiếp, nhân công, rồi chi phí mua ngoài hay chi phí khác nè, số lượng thành phẩm hay giá thành đơn vị nè. Thì đó là cái cách để các anh chị tính giá thành ở phương pháp hệ số tỷ lệ. Và ngoài ra nó có một cái lưu ý này nữa các anh chị khi các anh chị mình tính giá hành ở phương pháp hệ số tỷ lệ á nó có một cái bảng các anh chị cần xây dựng nếu như công ty mình chưa có nha còn nếu công ty mình có rồi thì các anh chị hỏi là anh chị mình uh, bộ phận sản xuất á để họ 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 đưa cho cái tài liệu số liệu cho các anh chị và các anh chị nhập lên phần mềm đó là các anh chị sẽ vào cái phần nghiệp vụ này các anh chị sẽ vào cái phần giá thành các anh chị sẽ chọn giùm em là sản xuất liên tục hệ số tỷ lệ và ở đây nó sẽ có một cái bảng đó là bảng khai báo định mức giá hành thành phẩm là bảng này và buộc buộc khi các anh chị mình tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ là các anh chị mình phải nhập cái bảng này thì nó mới ra được cái kết quả tính giá thành của mình nha. Còn nếu như mà công ty của các anh chị chưa có thì các anh chị sẽ nhờ bộ phận sản xuất để họ xây dựng cái bảng này cho mình. À, mình sẽ nhập cái bảng là khai báo định mức giá thành thành phẩm giúp em. Đây, thì đây các anh chị, đây TV36 nè, em gõ cái này chữ túi để cho các anh chị dễ nhìn. Đó, ví dụ như bốn cái túi vải đó là em sẽ nhập cái khai báo định mức giá thành và mẫu này trước. Nhập có sẵn rồi thì nó mới lên được cái kết quả giá thành giống như hồi nãy các bạn tính giá hành đây. Mình sẽ nhập là mã tên đơn vị tính là nguyên liệu trực tiếp, nguyên liệu gián tiếp, nhân công trực tiếp nè. Thì những cái này á, các anh chị mình cái cái đơn vị tính của những cái số liệu này có thể là cái số liệu đơn vị tính là cái hoặc là đơn vị tính là số tiền cũng được cái đó là tùy các anh chị ha thì chỗ này nếu như anh công ty mình chưa có thì các anh chị có thể nhờ bộ phận số toán xây dựng cho mình là buộc là ở phương pháp hệ số tỷ lệ là các anh chị phải tích à, phải nhập liệu ở cái bảng là khai báo định mức giá hành thành phẩm và cái bảng này là buộc phải có mới ra được kết quả tính giá hành của phương pháp hệ số tỷ lệ Rồi em đi tiếp phương pháp giảng đơn nha các anh chị, giảng đơn. Thì hồi nãy là mình đã hạch toán ở cái tài khoản 621 là mình lập lệnh sản xuất đúng không ạ? Mình lập lệnh sản xuất, mình xin từ lệnh sản xuất đó lập phiếu xuất kho, lập phiếu nhập kho rồi. Rồi 622 em cũng đã hạch toán vào phân hệ tổng hợp. Tổng hợp nè em hạch toán chi phí nhân công sản xuất áo sơ mi trắng nè, 10 triệu nè. Bây giờ em hạch toán thêm một cái tài khoản số hai ví dụ như tiền điện nữa đi ha. Tiền điện thì chắc em lấy cái cái nhân bản hồi nãy đó, mẹ hạch toán ít tiền điện hơn. Nhân bản của cái phiếu thôi em hạch toán thẳng vào phần hệ phần hệ quỹ đi. À, chi tiền đi ha. Điện lực. Uh, chia tiền điện phân xưởng sản xuất áo sơ mi ha Rồi, tán là nợ 6, 627. 7,8. Em cho 3 triệu đi. Em cho 3 triệu đi ha. Rồi, 3 triệu này em cũng sẽ đưa vào cái đối tượng tập chi phí là áo bị trắng luôn. sau hai bảy tám ha áo sơ mi trắng nè rồi em cất lại rồi sau khi em cất lại bắt đầu em sẽ vào phân hệ giá thành để tính giá thành theo phương pháp giảng đơn nha hồi nãy hệ số tỷ lệ xong rồi bây giờ giảng đơn nè đầu tiên em cũng xác định kỳ tính giá thành luôn cũng lấy dữ liệu ha nó sẽ ra áo sơ mi trắng nè em cất lại rồi em tính giá thành đồng ý ha này thì cái này mình không có phân bổ chi phí chung tại chi phí chung là 621, 622, 627 em đã hạch toán thẳng vào à, chọn ở cột đối tượng tập chi phí nên chi phí chung nó không có ha em chọn tiếp theo luôn này áo sơ mi trắng nè em dở dàng cũng không có nè. chỗ này em sẽ bấm bấm tới nút tính giá thành luôn thì đây nó sẽ ra nè ví dụ như hồi nãy là nguyên liệu trực tiếp là 7 triệu sáu nè nhân công là 10 triệu hạch toán 6 n 62 có 3 bóng 1 đưa vào cái cột đối tượng tập chi phí là áo xe mi trắng 10 triệu ha còn 3 triệu là chi phí tiền uh, tiền điện nè là tổng này là 20 triệu 20 triệu nó sẽ chia cho cái số lượng thành phẩm nhập kho của áo xe mi trắng là 100 nó sẽ ra giá thành đơn vị cho một cái áo xe mi trắng của em đó là 206 ngàn rồi em cập nhật giá nhập kho nè Ok nè mình cất lại nè Rồi. Thì kết chuyển chi phí áo sơ mi trắng luôn ha này là 20 triệu đó 20 triệu cho 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 100 áo em cất lại rồi bây giờ em vào bản tính giá thành nè em vào báo cáo ha. hồi nãy là em chọn báo cáo ở cái phương pháp hệ số tỷ lệ bây giờ em chọn ở phương pháp giản đơn nè đồng ý nè đây thì nó ra áo sơ mi trắng nè đây, chi phí khác nè tổng nè rồi giá thành đơn vị số lượng thành phẩm nè giá thành đơn vị cho một sản phẩm thì cái bản chất ở hai phương pháp này các anh chị làm các anh chị sẽ thấy á về bản chất là nó sẽ cộng tổng giá trị của số 21, số 22, nó sẽ chia cho số lượng nhập kho thành phẩm thì nó sẽ ra giá thành đơn vị cho một sản phẩm thì đó là cái bản chất tính cái thành ở sản xuất thành phẩm và nếu như mình có yếu tố định mức nguyên vật liệu thì mình sẽ áp dụng phương pháp giản đơn mình sẽ lập lệnh sản xuất để mình xin cái phiếu xuất kho từ lệnh sản xuất đó còn nếu như mình dùng phương pháp hệ số tỷ lệ thì mình không có cần uh, nhập cái định mức nguyên vật liệu mà mình phải sẽ vào thẳng cái phân hệ uh, kho để mình lọc cái phiếu xuất kho luôn thì đó là hai cái cách để các anh chị có thể phân biệt được là mình khi nào mình dùng chẳng đơn và khi nào công ty mình dùng phương pháp hệ số tỷ lệ được rồi trong quá trình uh, uh, anh chị mình uh, thì đó là về kết uh, kết khi mà em đã tính giá thành xong và xô được cái báo cáo ở hai phương pháp thì đã kết thúc cái nội dung hướng dẫn cho các anh chị ở cả hai phương pháp là dẫn đơn về số tỷ lệ thì bây giờ anh chị nào mình có câu hỏi thắc mắc gì thì về cái hai phương pháp này thì các anh chị mình có thể chat vào khung trò chuyện hoặc là mình có thể mở mic lên để mình trao đổi với em ha nhưng mà trước khi em đi vào đến cái phần giải đáp cho mình á thì em xin phép được nghỉ giá lao khoảng 10 phút nha các anh chị nha em xin phép nghỉ giải lao 10 phút ha sau đó là mình sẽ đi đến phần giải đáp hoặc là bây giờ các anh chị cứ chat đi sau khi nghỉ giữa la 10 phút xong thì em sẽ em sẽ tra, trả lời phản hồi với các anh chị trên cái 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 zoom nha.